Kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lễ Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, bậc A-la-hán đã từ bi dừng lại chánh Phật Pháp. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài học. Bây giờ xả cái ngủ. Hồi nãy đó là mình xả năm cái thứ kia rồi, bây giờ tới mình xả tới cái ngủ là cái cuối cùng. Năm thứ dục lạc thì cái ngủ là cái cuối cùng. Bây giờ đến phần xả dục lạc ngủ. Ngủ là một thứ dục lạc trong năm thứ dục lạc, khiến cho con người thích thú, ham mê ngủ. Ngủ là một trạng thái ngu si mê muội. Ngủ là một trạng thái bần thần, giả dợt, lười biếng. Cho nên những người lười biếng là những người ham ngủ. Ngủ có nhiều cấp độ. Ở đây quý thầy thấy trong cái trạng thái ngủ là nó làm cho con người si mê lắm. Do đó mà Đức Phật gọi là thùy miên hay vô ký. Đó là những cái danh từ để chỉ cho cái người mà lười biếng hay ngủ, cái người mà ngu si, cái người không có thông minh, cho nên gọi là hôn trầm thùy miên. Vậy thì cái ngủ á, chúng ta cũng phải biết nó có nhiều cái cấp độ, chứ không phải trong có một cái nói có hôn trầm thùy miên không thì nó chưa đủ. Vì vậy cho nên ở đây thầy muốn chỉ cho chúng ta thấy nó có năm cái trạng thái mà nó đi vào ở trong cái gọi là ngu si. Thì đó là thứ nhất á, là nó hôn trầm. Thứ hai là thùy miên. Thứ ba là hôn tịch. Thứ tư là vô ký. Thứ năm là quan không. Năm cái trạng thái này á, mà cái người mà tu thiền á, thì thường phải gặp lấy những cái trạng thái này. Cho nên cái người mà ngồi lâu á, luôn luôn ở lúc nào á, cũng bị rơi vào trong năm cái trạng thái này. Và cái hôn trầm á, thì như thế nào? Hôn trầm là một cái người ngồi một lúc á, thì lại vô ký đi, quên mất đi, rồi gục xuống một cái, rồi mới ngước cái đầu lên. Thì cái trạng thái mà gục xuống á, như vậy á, đó là gọi là hôn trầm. Còn thùy miên là như thế nào? Thùy miên á, là cái người đó ngồi cúi cái đầu xuống, hay quẹo cái cổ qua bên, rồi quên mất đi, ngủ say ở trong giấc ngủ đi. Thì cái đó là thùy miên. Nghĩa là thùy là ngủ, mà miên á, thì nó tiếp tục miên man, miên mật ở trong đó, ở trong cái giấc quên nó đi, ở trong cái không biết đó, thì gọi là thùy miên. Thứ ba là hôn tịch. Hôn tịch á, là một lúc á, thì mê, một lúc á, thì tỉnh tỉnh, mơ mơ màng màng đó. Những cái người mà ngủ mà không say, mà cũng không gục đó, mà lúc thì tỉnh, lúc thì mê á, cũng như quý thầy tu về hơi thở. Lúc thì biết hơi thở, lúc thì không biết hơi thở, đó là gọi là cái trạng thái hôn tịch. Nó cũng thuộc lại ngủ đó. Nhưng mà ngủ, vừa ngủ mà vừa mê vừa tỉnh á, thì cái đó gọi là hôn tịch. Còn thứ tư á, thì thuộc lại vô ký. Vô ký là nó chợt nó quên đi. Thứ nhất là nó quên cái tâm, cho nên lúc bây giờ vừa chợt quên á, thì nó mất cái tỉnh. Nó mất cái tỉnh á, thì cái niệm vọng tưởng á, nó xen vô liền. Cái đó gọi là vô ký. Nó quên rồi nó mới có cái niệm khác xen vô. Hoặc là nó quên, thì nếu mà cái thân nó quên đi, thì nó có một tiếng động hoặc cái gì đó nó giật mình, hoặc là nó vừa quên cái nó giật mình, thì đó cái thân nó cũng vô ký đó. Đó là những cái nó vô ký. Nó kéo dài thì cái vô ký đó nó trở thành một cái trạng thái gọi là quan không. Nó mới chợt mà vừa quên á, thì đó là nó vô ký. Mà nó kéo dài một cái thời gian dài ra từ nửa tiếng, hai ba tiếng mà không ngơ á, nó không giống như ngủ, không giống như thùy miên, mà nó không ngơ ở trong đó, thì ở đó là gọi là quan không. Cho nên cái năm cái loại mà ngủ này á, thì nó gọi là cái ngu si, cái người mà rơi vào trong những cái trạng thái đó, nó không còn có thông minh nữa, mà nó càng ngày nó đi tới cái ngu si. Nghĩa là cái người mà ngồi thiền mà nhập định vào cái quan không này á, thì lâu ngày đó họ phát ra cái trí tuệ của tưởng, họ tưởng giải, họ tưởng là đúng, nhưng sự thật ra họ nêu những cái kiến giải, tưởng giải đó ra làm cho lầm lạc tất cả những cái lối đi, làm cho phá những cái giới luật, làm cho những cái khuôn phép của Phật mất đi, để cho họ được tự tại ở trong cuộc sống chạy theo cái ngũ dục lạc. Cho nên cái người rơi vào quan không này thường hay phát triển cái pháp tưởng.
Vì thế mà người sau này dễ bị lầm lạc, tưởng là cái pháp đó là đúng, cho nên từng đó mà làm lệch đi con đường tu theo đạo Phật, làm tất cả những người sau này mất lối, không còn biết đường đi nữa. Đó là những cái người mà tu thiền sai, rơi vào những cái quan không, tạo thành những cái pháp tưởng. Vì vậy mà đời mất lối đi, mất cái đường tu giải thoát. Do nên từ cái chỗ ngu si này, nó đưa đi đến chỗ ngu si khác mà tưởng rằng mình đã có trí tuệ. Đó là cái sai rất lớn trong sự tu tập theo đạo giải thoát. Tất cả những loại ngũ này đều gọi chung là si thiền hay mê định. Đó, thì nói chung á, là những cái loại này á, nó bắt đầu mà người mới vô tu á, mà không biết á. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta vào bắt đầu tu á, thì tu cái chánh niệm tỉnh thức làm cho cái sức tỉnh của chúng ta. Cho nên đi kinh hành nhiều để hành động theo cái hành động trên thân quán nội thân, theo cái hành tướng của nó để mà tu tập để làm cho cái sức tỉnh. Vì vậy mà nó không rơi vào hôn trầm thùy miên, hôn tịch vô ký quan không. Còn nếu mà chúng ta không tu tập cái này mà dội vào, mà khép chân ngồi kiết già, rồi đặt một cái hơi thở hoặc là một cái đề mục thiền nào đó, rồi chúng ta ngồi, mà ngồi quá lâu thì cái cơ thể nó bị mệt mỏi, do đó nó thiếp dần đi ở trong những cái trạng thái ngủ, cái trạng thái si mê này. Rồi nó tạo ra những cái cảnh giới, nó tạo ra những cái trí tuệ không đúng cách, làm cho nó lệch lạc cái sự tư duy, nó mất cái trí tuệ, bởi vì nó ngu si. Nó là si thiền, si định, cho nên nó làm cho chúng ta ngu si, mà cứ ngỡ tưởng rằng mình là trí tuệ. Từ đó mình dẫn mình đi trên con đường tu hành lạc nẻo mà không hay biết. Cho nên tất cả những loại ngũ này đều gọi chung là si thiền, mê định. Kẻ tu tà thiền, định tưởng thường rơi vào trạng thái này. Nghĩa là cái người mà tu thiền mà thuộc về tà thiền, định tưởng thì họ thường rơi vào cái trạng thái năm cái loại ngũ này, không có thể nào mà sai. Nghĩa là luôn luôn bây giờ quý thầy cứ nghiệm qua cái sự tu tập của quý thầy từ lâu đến giờ mà quý thầy không được sự hướng dẫn tu ở trong chánh niệm tỉnh thức kỹ lưỡng. Bây giờ quý thầy ngồi lâu, quý thầy vẫn bị rơi vào trong năm cái thứ loại ngũ ngu si này, trong năm cái thứ mà mê muội này, chứ không có thoát khỏi cái nanh vút của năm cái loại ngu si này. Có dịp nói về thiền, thầy sẽ giảng tất cả những cái loại si thiền này để cho quý thầy rõ hơn. Bây giờ thầy dạy cách xả tâm vô lượng ngũ. Bởi vậy cho nên năm cái loại ngũ này nó biến ra vô lượng cái ngu si, tức là vô lượng cái ngũ của chúng ta, cái si mê của chúng ta. Bây giờ thầy sẽ dạy quý thầy áp dụng cách nào để mà hành pháp cho nó đạt được xả cái vô lượng tâm ngũ này, để chúng ta được tỉnh táo, được sáng suốt, được thông minh, để lấy cái trí tuệ chúng ta dẫn lối cho chúng ta đi đến cái con đường giải thoát chân chính. Khi một người tu hành đã bị năm thứ si thiền này thì phải tận dụng hết sức để phá nó. Gặp nó rồi á thì phải hết sức tận dụng phá nó, chứ không có được theo nó mà hễ nghe mỏi mệt hay lười biếng là lo đi ngủ thì không được. Hoặc là ngồi thiền mà nghe an lạc rồi thiếp dần ở trong đó, vô rơi vô cái trạng thái quan không thì cũng không phải là tốt lắm đâu. Phải phá nó đi chưa được, phải tìm mọi cách không có được để cho nó nhập vào tâm, vào thân của chúng ta. Vì thế người cư sĩ mới trao dồi tâm mình thì ngay đây cũng phải trao dồi tâm xả vô lượng ngũ. Vì cái ngũ cũng có vô lượng hình thức và trạng thái ngũ khác nhau. Bây giờ đây thầy kể ra một cái số mà trạng thái ngũ để cho quý thầy biết. Chứ nếu mà quý thầy cứ nói nó là năm cái loại này rồi không biết nó xảy ra như thế nào để mà chúng ta thấy được năm cái trạng thái ngủ. Bởi vì ở đây thầy nói nó có vô lượng cái ngủ chứ không phải có một cái ngủ. Vì cái ngủ cũng có vô lượng hình thức và trạng thái ngủ khác nhau, như đi xe tàu bị sóng như sai sai ngủ. Đó, thì quý thầy có đi tàu đi xe rồi quý thầy biết rằng nó gật gà gật gũ, nó làm cho chúng ta mệt nhọc cơ thể chúng ta, rồi hoặc là bị say sóng say gió, do đó nó làm cho chúng ta ngây ngây như ngủ mà không ngủ.
Đó là những cái trạng thái nó làm cho chúng ta mê đó, mà không tỉnh đó, bị cảm gió, thân lừ đừ, nóng lạnh, buồn ngủ. Đó, khi mà chúng ta bị cảm gió hoặc bị mưa, thì thân của chúng ta nóng lạnh, nó cũng làm chúng ta buồn ngủ. Tất cả những bệnh khác đều có trạng thái không tỉnh táo, nghĩa là mọi cái bệnh tật, nhiều khi nó làm cho cơ thể chúng ta uể oải, khó chịu, do đó chúng ta lừ đừ, đó là những cái trạng thái ngủ. Cơ thể lờ đờ, tu sai cũng buồn ngủ, nghĩa là chúng ta tu sai nó cũng buồn ngủ nữa, nghĩa là không đúng nó cũng buồn ngủ đó. Cũng như trong cái pháp sổ tức, mà nó sổ tức đến một cái mức độ nào đó mà quý vị sổ tức quá mức của nó thì nó cũng sanh ra buồn ngủ cho quý vị nữa, chứ không phải quý vị sổ tức là nó tỉnh đâu, nó quá cái sức. Ví dụ như bây giờ cái sức của chúng ta sổ tức đến 1000 hơi thở đi, mà chúng ta tăng lên chừng 1500 2000 hơi thở thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bị buồn ngủ. Rồi chúng ta không biết tìm ở đâu mà cái buồn ngủ này ra, nhưng mà do gì chúng ta đếm quá sức, cho nên cái sức tập trung để ở trong cái số đếm mà tỉnh đến 1000 2000 hơi thở như vậy thì nó làm cho quý vị sẽ bị buồn ngủ. Rồi từ cái buồn ngủ đó quý vị không còn nhớ đếm nữa. Trụ tâm không đúng chỗ là buồn ngủ. Đó, nếu mà trụ tâm không có đúng chỗ nó sẽ sinh ra buồn ngủ. Nó phải đúng cái chỗ nó thì nó mới tỉnh, mà không đúng chỗ nó thì nó sẽ sinh ra buồn ngủ. Làm quá sức cũng buồn ngủ. Sống cô đơn một mình cũng buồn ngủ. Lười biếng cũng buồn ngủ. Rượu chè bài bạc trác tán cũng buồn ngủ. Trai gái dục lạc quá độ cũng làm buồn ngủ, vân vân. Đó là những cái mà có thể đưa đi đến chúng ta vô lượng cái buồn ngủ đó, cái ngủ. Vậy muốn xả tâm vô lượng ngủ này phải làm sao? Đó, thì bây giờ chúng ta phải hiểu được những cái trạng thái đó để mà chúng ta biết nó là cái trạng thái ngủ, nó ở trong cái trạng thái nào để mà chúng ta đối trị nó cho nó hết. Cũng như bây giờ mình bị bệnh mà ngủ thì mình phải tìm thuốc thang mình uống cho hết bệnh. Đằng này á, mình lại bắt nó đi kinh hành, mà đi hết muốn nổi nữa, đi riết hơi để chắc là vô nằm nó ngủ luôn, chứ còn không có bao giờ tỉnh lại được nữa. Đó là cái sai. Trị nó phải trị cho đúng cách, không thể trị cái ngủ bằng có một cái phương pháp nào cả, mà phải tùy theo cái trường hợp ngủ đó mà trị thì nó mới hết. Phải tùy theo những trạng thái cơ thể bệnh tật, hoặc thuốc thang, hoặc nghỉ ngơi dài hạn, hoặc dứt bỏ những trò chơi trác tán, hoặc dứt bỏ không được làm quá sức lực cơ thể cũng như tinh thần. Đó, thì quý thầy thấy ở đây thầy dạy rất là rõ ràng cụ thể, phải xét cái buồn ngủ đó, cái mệt nhọc của cơ thể chúng ta nó ở cái chỗ nào, để rồi từng đó tùy cái đó mà chúng ta trị cái bệnh buồn ngủ này thì nó sẽ tỉnh táo và thông minh sáng suốt. Chứ còn nếu mà cứ làm quá sức hoài, vừa tinh thần mà vừa cơ thể của mình, thì cái người đó lừ đừ buồn ngủ thì nói sao mà họ không thông minh. Họ không minh nhưng mà họ làm quá sức thì họ làm sao họ còn thông minh nữa. Đầu óc tối ngày cứ suy tư hoài làm sao thông minh. Ít ra họ cũng phải nghỉ ngơi. Như vậy muốn cho chúng ta có thông minh thì đừng có làm quá sức. Đó là những cái mà để đối trị lại, để làm cho chúng ta càng ngày có một cái trí tuệ, có một cái ý thức rất là thông minh, chính xác trong công việc làm. Ở đây người muốn xả tâm vô lượng ngủ này phải hết sức thận trọng trong việc trao dồi tâm này. Nghĩa là phải hết sức thận trọng, phải rõ ràng từng cái buồn ngủ nó để mà trao dồi cái tâm của chúng ta. Chứ không phải là muốn trao dồi nó, đặt nó ở chỗ nào, sai nó thì không thể được. Một, phải biết buồn ngủ trong thân mình là loại nào. Đó, thứ nhất là mình phải xét nó ở trong thân của mình nó thuộc về loại nào. Hai, tùy theo bệnh trạng buồn ngủ mà dùng thuốc thang trị bệnh. Ba, là cương quyết mạnh mẽ dứt bỏ những trò chơi không lành mạnh, nghĩa là như uống rượu chè ha, hoặc là bài bạc thức thâu đêm, ca hát thâu đêm, cái đó là mình phải dứt bỏ, cương quyết dứt bỏ, để không khéo một đêm mà chơi vui vậy, sáng ra ngủ gật suốt ngày mà không có thấy tỉnh thì tức là cái người đó rất là mê si. 4, phải rèn luyện nghị lực chiến thắng với những trạng thái lười biếng, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng phải tìm mọi cách mà rèn luyện cái nghị lực của mình để mình chiến thắng lại những trạng thái lười biếng, vì trạng thái lười biếng nó cũng sẽ sanh ra buồn ngủ. 5, lấy nước súc miệng rửa mặt hoặc tắm cho lạnh. Khi mà mình biết cái trạng thái lười biếng của mình thì làm cho nó lạnh,
làm cho nó sợ thì nó mới có hết. Cái thứ lười biếng á thì lấy roi mà quất nó cho đau thì nó mới hết. Cái thứ lười biếng á lấy rây, cây mà đập cho nó khổ á thì nó mới hết. Lấy muối mà sát ở trong những cái vết thương á, lấy dao mà rạch rồi lấy muối sát vô, rồi do đó nó hết buồn ngủ à. Đó là những cái trạng thái mà lười biếng thì làm như vậy thì nó sẽ hết. 6. Ngồi chỗ nguy hiểm cho tâm sợ hãi, nghĩa là mình ngồi ở trên ngã ba nhánh cây hay hoặc là ngồi ở trên cái tảng đá treo leo, làm cho nó tỉnh táo, nó không dám, nó sợ chết, cho nên nó luôn lúc nào nó cũng cảnh giác. Đó là những cái điều kiện như mình ở trên núi, mình thấy buồn ngủ thì mình trèo trên cục đá nào mà treo leo, mình ngồi trên đó, nếu cho mình ngủ mày rớt với mày gãi cổ cho chết cho rồi, thì vậy nó sẽ tỉnh táo, nó không dám ngủ. Bởi vì phải tìm mọi cách để phá nó, chứ nếu không thì chúng ta sẽ tìm cách mà chui trong thất hoặc là chui trong giường mà ngủ. 7. Hoặc đọc kinh sách. Nếu mà mình thấy buồn ngủ thì mình lấy kinh sách mình đọc, rồi mình suy tìm nghĩa lý trong đó thì một hơi nó tỉnh táo. 8. Hoặc ngồi quan sát tìm cái ngủ ở đâu. Đây là thầy nêu ra tất cả để cho quý thầy thấy biết được cái mà phá ngủ. Quán xét coi cái ngủ nó từ đâu mà nó đến, từ đâu mà nó làm cho tay chân bần thần lười biếng như thế này. Đó là các thầy dùng cái sức quán xét, đặt cái niệm trước mặt rồi ngồi đó mà quán xét cái ngủ. Một lúc thì cái ngủ nó mất. 9. Hoặc xem sao trên trời, tìm lý do diễn biến của vũ trụ. Nó, cái người mà thích thiên văn, cái tâm mà thích thiên văn thì lúc bây giờ buồn ngủ thì mới đi ra nhìn trời, nhìn sao rồi tìm hiểu những cái sự diễn biến, thấy sao này xẹt qua, sao kia lặn mất. Điều đó nó làm cho cái người đó thích thú, họ cũng quên ngủ. 10. Hoặc đem một số truyện hình ra xem. Cái người mà thích xem hình ảnh đánh nhau hoặc là thế này thế khác thì chúng ta đem những cái số truyện hình ra, chúng ta xem hơi thì chúng ta hết buồn ngủ. 11. Hoặc đi kinh hành tu tập tỉnh thức. Đó. Cái thứ 11 này là cái điều kiện của người tu sĩ chúng ta đó. Chúng ta phải tập tỉnh thức, phải đi kinh hành, phải đi cho nhiều, đừng có lười biếng thì nó sẽ tỉnh thức được, mà biết cách áp dụng pháp hướng để nhắc tâm chúng ta thì chúng ta sẽ tỉnh thức mà phá đi cái buồn ngủ. 12. Hoặc tu vô lậu, quán xét thân tâm, tìm vô thường, khổ, vô ngã và bệnh tật ở trong thân của chúng ta. Đó, chúng ta dùng cái định vô lậu, dùng cái định chánh niệm tỉnh thức, dùng cái định vô lậu, chúng ta cũng có thể phá được cái buồn ngủ. 13. Hoặc đi kinh hành, trao dồi lòng từ tâm, mình dưới bước chân đi, tránh tất cả dẫm đạp lên chúng sanh. Đó, khi mà ban ngày cũng như khi ban đêm thì chúng ta lại hướng tâm để nhắc tâm chúng ta để tránh dẫm đạp chúng sanh. Còn một cái câu ám thị mà thầy chưa nhắc là khi đi ban đêm, con mắt chúng ta không có nhìn thấy chúng sanh ở dưới chân thì chúng ta không có thể nào làm sao mà tránh được. Vì vậy mà chúng ta phải nhắc, bởi vì Phật đã nói đạo cảm ứng giao nan tư nghì. Tâm chúng ta có lòng thương thì cảm ứng được với tất chúng sanh, cho nên chúng ta phải dùng câu hướng như thế này. Ban đêm tôi đi kinh hành không thấy chúng sanh, xin tất cả chúng sanh dưới chân tôi hãy tránh cho tôi đi. Đó, thì đó là mình phải hướng câu nói đó để giao cảm với nhau, mà tất cả khi bước chân mình vừa đến là chúng sanh đã rời khỏi. Đó là vừa là phá cái buồn ngủ mà cũng vừa là tu trao dồi cái tâm từ của chúng ta dưới bàn chân trong lúc đêm khuya thanh vắng, trong lúc tối mờ mà không thấy đường. 14. Dùng pháp hướng như lý tác ý. Cái ngũ này vốn là không có trong thân tứ đại này, chỉ do ngu si mê muội lười biếng thiếu tinh tấn nên thọ sanh. Thọ vốn vô thường, lúc có lúc không, vậy thọ vẫn phải dừng lại trạng thái mê muội ngủ nghỉ này, không được tái diễn, phải chấm dứt ngay. Đó là cái câu pháp hướng cuối cùng để chúng ta phá cái thọ mê ngủ này, phá cái thọ ngu si này. Thường xuyên khi mà chúng ta đặt niệm nó như vậy, phải là ngồi viết già lưng thẳng hẳn hoi mới dùng cái câu này để mà hướng tâm ám thị một cách chắc chắn, đánh đuổi cái thọ ngu si này ra. Chỗ chữ phải chấm dứt, nói như truyền lệnh, càng mạnh càng tốt, làm cho tất cả sức tinh thần chúng ta dồn tại đó mà đuổi những cơn lừ đừ sai sai của cơ thể. Nói như truyền lệnh là dùng tâm lực của tinh thần mạnh bạo làm cho cơn ngủ mau lui bước. Đó, thì quý thầy thấy thầy chỉ dạy cho quý thầy những cái pháp rất là cụ thể. Nếu quý thầy gần như
nhiều lần ở cái chỗ phải chấm dứt cho nó mạnh bạo, thì từ cái cơn mà ở trong thân của quý vị dùng cái lực mà đẩy ra, thì chừng 2-3 câu như vậy là quý thầy đã tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa. Đó là hôm nay thầy dạy cho quý thầy xả tâm vô lượng ngủ, để cho biết cách để mà xả cho tận gốc nó. Khi đối với bệnh buồn ngủ phải thông minh sáng suốt, quý thầy phải sáng suốt thông minh, chứ không thể nào mà thiếu sự thông minh mà đối trị nó được. Nếu không nếu không thông minh sáng suốt thì buồn ngủ lại buồn ngủ nhiều hơn, nghĩa là mình trị nó mà mình lại buồn ngủ hơn. Còn thông minh sáng suốt thì mình trị đúng bệnh của nó thì nó mau hết. Nếu mà không thông minh sáng suốt thì vất vả hơn. Cho nên quý thầy tu theo đạo Phật thì cái thứ nhất là bền chí siêng năng đi kinh hành nhiều. Đó là cách thức mà quý thầy theo đạo Phật, như ông Phật ngày xưa luôn luôn đi kinh hành ở trong cái khu rừng của ông ta. Và chúng ta nên bắt chước cái gương hạnh của Phật mà luôn luôn nên đi kinh hành như vậy, để phá đi những cái mê muội này, làm cho tỉnh thức luôn luôn. Luôn luôn phải trao dồi tâm phá ngủ dưới chân mình bằng hướng tâm như lý tắc ý. Buồn ngủ phải lui đi, lười biếng phải lui đi. Đó là những cái câu ám thị ngắn mà chúng ta vừa đi vừa nhắc nó khi biết tâm mình đang buồn ngủ, đang lười đừ, đang không tỉnh táo. Rồi tiếp tục chúng ta lại hướng tới nữa. Cơn mơ mơ say say phải lui đi, thân tâm phải tỉnh táo. Chúng ta nhắc như vậy, nhiều lần như vậy, vừa đi vừa nhắc như vậy, ra lệnh như vậy, một lúc thì hết hôn trầm, thì niên. Đó, thì như vậy là quý thầy thấy mình có pháp để phá, nhưng mà từ lâu tới giờ chưa có ai triển khai ra được, cho nên mình không biết mà phá. Vậy mà cứ buồn ngủ, phải chịu buồn ngủ thôi, không bao giờ hết được. Hôm nay cái giáo án này, thầy sẽ dạy hết tất cả những cái kinh nghiệm để cho quý thầy tự mình về mà lấy pháp mà làm chỗ nương tựa vững chắc, mà trao dồi thân tâm của mình để làm chủ sinh tử, để kết thúc tứ vô lượng tâm. Thầy tóm lại để quý thầy nhận định cho rõ ràng cách hành trì pháp môn tu tập và chính xác thì mới có hiệu quả. Nếu tu tập không kết quả ngay liền hiện tại là do quý thầy tu tập sai, hoặc dùng pháp hướng sai, không đúng cách, không đúng chỗ nên không hiệu quả. Nghĩa là trên cái bước đường tu tập chúng ta có pháp hành, nhưng mà pháp hành dùng không đúng chỗ, không đúng bệnh, thì cái pháp hành đó sẽ không có hiệu quả. Nếu quý vị biết hành đúng mọi trường hợp của nó, thì cái pháp hành sẽ có hiệu quả ngay tức khắc, làm cho tất cả những cơn hôn trầm thùy miên buồn ngủ sẽ lui bước, và tâm của quý vị được thanh thản, được tỉnh táo, rất là tỉnh táo. Một, các thầy nên lưu ý, nếu pháp hướng của ý thức dùng, thì pháp hướng phải cụ thể, có đối tượng. Đó, quý vị muốn dùng cái ý thức của quý vị dùng á, thì cái pháp hướng đó phải có cái đối tượng trước mặt của quý vị, thì quý vị dùng nó mới đúng cách. Nếu pháp hướng là tưởng thức dùng, thì pháp hướng không cụ thể, phải trừu tượng. Đây bây giờ thầy nói như thế này, người ta ngồi người ta quán cái thây ma, quán cái bộ xương trắng, thì cái bộ xương trắng không có thể nào là cái đối tượng trước mặt chúng ta được, mà phải là cái tâm chúng ta tưởng ra. Do đó cái đề mục đó nó thành ra một cái trừu tượng, nhưng chúng ta dùng cái pháp hướng mà nhắc cái tưởng đó thì nó mới đúng cách, là chúng ta biết dùng pháp hướng đúng như tưởng. Còn bây giờ trước mặt chúng ta có một cái hơi thở ra vô, thì chúng ta hướng cái hơi thở đó, như vậy là nó là ý thức chứ không phải tưởng thức. Quý thầy phải lưu ý cái phần này. Nếu không quý thầy dùng tưởng, mà quý thầy tưởng là ý thức, quý thầy dùng ý thức rồi quý thầy dùng đề mục tưởng, trừu tưởng, thì hai cái này sẽ không có hiệu quả. Và có hiệu quả thì nó tréo cả ngõng, nó sẽ đưa quý thầy vào cái chỗ không có đúng cách, nó sẽ đi vào một con đường thiền sai, không đúng. Hai, các thầy tu tập nội tâm phải an trú trong chánh niệm. Nghĩa là trong khi tu tập, quý thầy phải giữ ở tâm mình ở trong chánh niệm. Khi bây giờ mình đặt một cái niệm để cho mình tu, trao dồi cái tâm từ của mình, thì luôn luôn mình phải ở trong cái lòng thương yêu mà mình đặt cái niệm. Chứ đừng có ở trong một cái tâm mà dao động, nhớ cái này, nghĩ kia, ham cái nọ, thì cái chánh niệm đó nó không phải là chánh niệm. Ở đây thầy nhắc lại cho quý thầy nhớ,
khi làm một cái gì thì phải cho chính xác, cái tâm của mình phải biết cái niệm đó nó ở cái chỗ nào. Như trao dồi tâm từ thì phải ở cái lòng thương yêu như thế nào, tâm bi thì nó phải ở cái lòng thương yêu như thế nào, để đặt cái đó gọi là cái chánh niệm. Cái chánh niệm là cái niệm chân chánh ngay trong cái sự trao dồi đó, chứ không phải là cái chánh niệm bằng cái niệm đúng. Mọi cái niệm đều có niệm đúng, nhưng mà mình đặt nó không đúng cái chỗ mình trao dồi thì cái đó thật không có đúng. Cũng như bây giờ mình đang ở trong cái chánh niệm của cái thân bất tịnh, cái thân vô thường, mà mình trao dồi cái tâm từ thì đó là sai. Đó, thì cái chánh niệm kia là chánh niệm ở trong cái chỗ khác, chứ không phải là cái chánh niệm ở chỗ trao tâm từ. Muốn tu tập cho đúng cách phải hiểu được cái này thì quý thầy mới thấy được cái chỗ di diệu của Phật pháp, tức là pháp hướng tâm như lý tắc ý không được sao nhãn. Nghĩa là lúc bây giờ cái pháp hướng đó nhắc cái chỗ đó là cái tâm ở phải ở chánh niệm đó, cho nên nó không sao nhãn được cái chỗ đó. Phải tỉnh thức cao độ, phải cái sức tỉnh thức ở chỗ đó không được mờ mờ, mà phải tỉnh thức ngay cái niệm chỗ đó, cho nên không bao giờ thất niệm. Vậy mà Phật gọi người tu sĩ mà thất niệm là bị ma dẫn. Tức là bây giờ chúng ta có cái niệm chánh niệm nào đi nữa mà không đúng ngay cái đối tượng mà đang trao dồi cái pháp đó, thì cái đó chúng ta cũng vẫn bị ma dẫn. Nếu tỉnh thức cao độ chưa có là quý vị phải tu chánh niệm tỉnh giác định. Thấy cái sức tỉnh mình chưa có, cứ một lát nó lại nhớ cái chuyện này nhớ chuyện khác, xen vô nó làm thất niệm á, thì phải tu chánh niệm tỉnh giác định. Hoặc tu tập vô lậu định, nghĩa là quý vị biết rằng khi mà cái tỉnh thức mình không có cao độ là mình tu tập cái tỉnh chánh niệm tỉnh giác định ít, hoặc là tu tập định vô lậu ít, bây giờ phải tu tập hai cái định này nhiều thì quý vị mới có đủ sức tỉnh. Bởi vì mình biết được cái thân và tâm của mình, cái sức tỉnh thức của mình cao hay thấp mình vẫn biết mình hơn ai hết, và biết thì mình phải lo tu cái định gì để cho cái sức tỉnh thức đó cao hơn, để rồi chúng ta sẽ trao dồi được thân tâm của chúng ta trong mọi pháp của Phật dạy. 3. Khéo léo giữ tâm vững trú trong các thiện pháp, nghĩa là luôn luôn lúc nào khi mà thực hiện mà pháp của Phật rồi thì giờ nào phút nào chúng ta cũng phải giữ tâm mình vững trú ở trong các thiện pháp. Các thiện pháp như chúng ta học thập thiện đó, luôn luôn nào chúng ta cũng phải giữ nó ở trong các thiện pháp đó. Không cho các ác pháp xâm chiếm tâm, và không cho các ác pháp đặt chân nơi tâm. Nghĩa là chúng ta luôn luôn cảnh giác đến cái mức độ không cho nó xâm chiếm vô, mà không cho nó đặt chân đứng ở trên nơi tâm ta nữa. Đó là cái phần 3. Giải thoát phải được tu tập trao dồi thường xuyên, làm cho sung mãn, làm cho thành cổ xe, làm cho thành cứ điểm, làm cho được kiên trì, làm cho được tích lũy, tích tập. Khéo, tinh cần, siêng năng, thực hành theo lời chỉ dạy, pháp hành trì của Phật, của Thầy, thì kết quả giải thoát, an lạc đến cho quý Thầy rõ ràng. Đó thì cái phần 4, quý Thầy phải cố gắng kiên trì tập luyện cái pháp tứ vô lượng tâm này. Như Thầy đã nhắc hồi nãy, từ tâm vô lượng giải thoát phải tu tập trao dồi thường xuyên, làm cho sung mãn, nghĩa là làm cho chúng ta được cái lòng thương thật sự, chứ không phải là sơ sơ đâu. Nghĩa là hàng ngày phải trao dồi nó liên tục, chứ không có học rồi mà tu sơ sơ thì nó chẳng có làm gì được hết. Cho nên phải làm cho nó sung mãn, làm cho nó thành cổ xe, nó thành một cái cổ xe mà chở cái lòng thương của chúng ta ở trên đó mà đi rải cho tất cả chúng sanh đó. Làm thành một cái cứ điểm chắc chắn, một cái lòng thương rất chắc chắn là một cái cứ điểm, không có còn ai mà xâm chiếm được cái cứ điểm của chúng ta. Làm cho được kiên trì, làm cho cái lòng thương yêu đó nó vững bền, nó không có bị thay đổi được. Làm cho được tích tập, làm cho nó được nhiều lên, càng tốt càng hay. Ở đây thì tới cuối cùng thì chúng ta phải khéo tinh cần, tức là siêng năng tinh cần, phải khéo léo thực hành theo lời chỉ dạy, pháp hành trì này của Phật, của Thầy, thì kết quả sẽ được giải thoát. Nội tu bao nhiêu đó thì quý Thầy cũng thấy rằng quý Thầy đã được giải thoát rồi, chứ chưa nói gì tu là nhiều nữa. Nhưng đây là mới khởi sự mà thôi, để bổ túc cho cái tâm vô lượng giải thoát này, quý Thầy còn phải tu nhiều cái, nó mới tích tập được những cái thành cứ điểm, nó mới thành cổ xe, nó mới làm cho sung mãn. Chứ không phải bây giờ mà chúng ta tập như vậy mà nó ngay liền được, chúng ta còn phải học tập tu tập nhiều cái khác nữa. Cho nên từng đó cái sức tỉnh táo, cái sức mà an lạc, cái sức mà giải thoát,
cái sức xả bỏ, chúng ta mới đoạn dứt tất cả những cái khác thì nó mới thành tựu được cái tâm vô lượng, tứ tâm vô lượng này. Năm, bi tâm vô lượng giải thoát cũng tu tập như vậy. Nghĩa là bây giờ đó, hồi nãy đó mình từ tâm mình cũng tu cho nó thành cổ xe, thì bi tâm cũng tu cũng thành cổ xe, cũng cho nó sung mãn, nó cũng thành cái cứ điểm. Rồi hỷ tâm vô lượng chúng ta cũng tu như vậy, cũng làm cho nó thành cổ xe, thành cứ điểm, nó cho nó kiên trì, cho nó sung mãn. Đó, tất cả những cái đó chúng ta phải tập, phải làm. Sáu, xả tâm vô lượng giải thoát cũng tu theo đúng như lời thầy dạy, cũng làm cho nó thành cố cứ điểm, thành cổ xe sung mãn, nó tích tập cho nó sâu, vì vậy mà nó mới xả được tất cả các pháp ở trong thế gian này. Cứ y chỉ theo lời dạy của thầy, đặt trọn hết niềm tin ở giới định tuệ, tức là cứ theo y chỉ cái lời mà thầy dạy của thầy đó, thì quý thầy đặt trọn ở niềm tin của ba pháp giới định tuệ của Đức Phật và tất cả các pháp môn mà Phật đã của Phật mà hôm nay thầy đã triển khai thành một con đường có lý pháp, có hành pháp rất rõ ràng và cụ thể, dán sạch những màn mây kiến thức tưởng giải của thế nhân đang phủ trùm trên ba thánh pháp của đạo Phật giới định tuệ, khiến cho ba pháp này không còn ai thực hiện được, gần như chỉ còn là một danh từ suông. Còn toàn bộ tu sĩ Phật giáo thì sống ngược lại và không thực hành đúng pháp này. Đó thì hầu như là quý thầy cũng nhận thấy rất rõ là người ta đi ngược lại với cái pháp giới định tuệ của Phật. Còn bây giờ thầy dán ra để cho chúng ta thực hiện được từ giới định tuệ, để cho nó rõ ràng cái sự giải thoát mà đạo Phật đã, mà Đức Phật vì lòng từ bi mà Ngài đã đem dạy lại cho chúng ta. Cho đến bây giờ chúng ta bị bỏ quên những cái pháp rất là cao quý này. Bảy, nếu ai sống đúng và hành đúng lời dạy của thầy thì kết quả lòng thương yêu rộng lớn của quý vị phải trùm cả không gian và thời gian. Chừng đó thế gian này là thiên đàng, quý thầy là những du tăng khất sĩ, rày đây mai đó đời sống ba y một bát, không có chùa to tháp lớn, quý thầy đã phủi sạch những sợi dây thằng phượt vật chất thế gian. Đời sống của quý thầy rộng bước thênh thang, tâm hồn của quý thầy thương yêu chúng sanh như không gian phủ trùm vạn hữu. Bây giờ quý thầy không phải Phật, không phải Tổ, không phải A-la-hán, không phải Bồ-Tát, mà là một con người như bao nhiêu con người khác, nhưng tâm hồn quý thầy đã hòa cuộc sống của quý thầy với các cuộc sống của nhân thế, bên nhau mãi mãi, không xa lìa chúng sanh một bước. Quý thầy là con người đã giải thoát với lòng thương vô tận. Đó là kết thúc cái buổi học về tứ vô lượng tâm, để cho quý thầy thấy rằng cái pháp tứ vô lượng tâm tuyệt vời như vậy, làm cho tâm hồn chúng ta rộng lớn bao la đối với muôn loài muôn vật. Ở đây thầy xin đọc lại một cái chuyện của một vị cao tăng ở trong thời Đức Phật mà đã thực hiện tứ vô lượng tâm, mà Đức Phật đã ca ngợi rằng ca ngợi Ngài là một người đệ nhất hạnh về từ bi vô lượng. Đây, cái người đó như thế nào và ai tên gì thì thầy sẽ thuật lại cho quý thầy nghe để kết thúc cái bài pháp này. Để kết thúc bài pháp tứ vô lượng tâm, thầy thuật lại cho quý thầy nghe một mẫu chuyện thánh tăng trong thời Đức Phật tu tập thiền quán hướng niệm, trao dồi bốn tâm vô lượng để trở thành một vị tỳ kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng. Ngài Suviti, ngài là em trai của ông Cấp Cô Độc. Trong ngày ông Cấp Cô Độc cúng dường kỳ duyên tịnh xá cho Đức Phật, ông có chứng kiến và nghe pháp, sau đó ông xin Phật xuất gia và thọ đại giới. Ngài thâm hiểu hai loại giới luật,
được Đức Phật cho một đề tài thiền quán hướng tâm tu tập trao dồi thân tâm bằng pháp môn tứ vô lượng tâm. Từ đó Ngài trở thành một người đệ tử của Phật có từ tâm đệ nhất. Quý thầy nghe bài kệ của Ngài. Đây thầy đọc cái bài kệ khi Ngài mà chứng đạt được tứ vô lượng tâm. Từ tâm ta trao dồi phủ trùm khắp muôn phương, bi tâm ta trao dồi thương khắp hết quần sanh, hỷ tâm ta trao dồi vui hòa cùng vạn pháp, xả tâm ta trao dồi vạn vật đều chung vui, tâm ta khéo định tĩnh tinh cần sống giải thoát. Đó nghĩa là ông chỉ có tu nhiêu đó là ông đã giải thoát, ông chứng được tam minh liền tức khắc. Cái tâm mà nó thương yêu chúng sanh, nó tới thanh tịnh cái mức độ đó, ông truyền lệnh một cái. Bởi vì trong khi tu tập trao dồi này, ông thường dùng pháp hướng, cho nên Phật nói như lý tác ý mà. Cho nên đến khi đó ông chỉ cần bảo các hành trong thân ngưng, hơi thở ngưng là nó ngưng liền, tức là ông nhập tứ thiền. Từ ở tứ thiền ông hướng tâm, ông nhắc đến tâm phải hướng về quá khứ thì lậu tận minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, nó phải hiện ra tức khắc, không cần phải mà ngồi nhiếp tâm ức chế tâm như chúng ta dùng hơi thở đâu. Nó từ người ta tu có một bao nhiêu đó người ta cũng đủ rồi. Vì vậy mà khi mà ông đã nghiên cứu về hai cái loại giới lực của Phật thì ông đã thấy cái tâm từ của ông đến cái mức độ nào. Vì giới lực của Phật dạy là thiện pháp, cho nên thiện pháp thì tức là nó phải có tâm từ rồi, tâm từ bi hi xả trong này rồi. Cho nên do đó mà ông áp dụng vào cái bài pháp này mà ông thành tựu được đạo giải thoát, cho nên ông là đệ nhất từ bi vô lượng. Đó. Ông được Đức Phật xem như hàng đệ tử mà cái tâm từ bi rộng lớn nhất ở trong hàng đệ tử, đệ nhất đệ tử của Đức Phật. Nó thì hôm nay thì đem một cái mẫu chuyện để lấy cái mẫu chuyện này làm một cái gương mà chúng ta thấy được trong khi thầy tham cứu về cái phần lịch sử của các bậc thánh tăng, thầy đã thấy được những cái điều kiện rất là tuyệt. Vì vậy muốn mà mình nương theo các bậc thánh tăng trong thời Đức Phật, bởi vì thời mình đâu có thánh tăng, mà Phật bảo mình phải quy Phật, quy pháp, quy tăng, mình phải theo cái những vị tăng, thì những vị tăng mà trong thời Đức Phật mới gọi là thánh tăng. Do những cái hàng mà tu như vậy, chúng ta phải nghiên cứu qua cái hành trình, qua cái hành trạng của các ngài, chúng ta mới theo đó mà chúng ta tu tập cho chính mình. Chứ bây giờ mình nương quý thầy của mình thì phạm giới phá giới hết rồi, mình nương sao cho được. Và cái hành động của quý thầy thì sống trong vật chất thì mình nương sao được mà mình giải thoát. Còn các vị thánh tăng ngày xưa, người ta sống trong rừng ba y một bát, đi xin ăn vất vả. Rồi đây rồi quý thầy sẽ thấy có cái nhiều vị người ta già cả mà người ta còn đi xin ăn, rồi người ta mệt nhọc, người ta nương gậy, người ta trèo trên núi hoặc thế này thế khác. Đọc tới những cái nỗi già yếu của những vị mà theo Đức Phật tu hành phải đi xin ăn, chứ còn không phải ngồi ở nhà mà người ta đem cơm đến cho ăn được, mà phải đi xin ăn hàng ngày. Và đồng thời những cái xin ăn đó các ngài mới ngộ được và tu tập rèn luyện mình để cho được giải thoát. Thì đó là những cái công trình rất lớn trong những bậc thánh tăng trong thời Đức Phật mà chúng ta không có được học và không có được nêu lên để làm cái gương hạnh tốt cho chúng ta noi theo mà chúng ta thực hiện trong cái đời sống của chúng ta. Hôm nay đây là lần đầu tiên mà thầy dạy cho quý thầy một cái hành trạng của một bậc thánh tăng lần lượt. Rồi trong những cái bài giảng của giáo án này, thầy sẽ cho nhiều cái gương hạnh thánh tăng để cho quý thầy lấy đó mà làm gương soi cho mình để trên bước đường tu tập đến khi giải thoát. Hồi nãy kết thúc cái bài tứ vô lượng tâm thì thầy thuật lại một cái mẫu chuyện của một vị cao tăng trong cái thời Đức Phật, và Ngài có để lại cho chúng ta một cái bài kệ, nhưng đó là bài kệ của Ngài. Còn kết thúc cái buổi mà giảng cái bài tứ vô lượng tâm thì thầy cũng có một cái bài kệ để nhắc nhở quý thầy tu tập. Thì cái bài kệ của thầy như thế này: trao dồi từ tâm tốt, lòng thương hòa vạn hữu. Trao dồi bi tâm tốt, vạn hữu hết điêu linh. Trao dồi tâm hỷ tốt, lòng vui khắp muôn loài. Trao dồi tâm xả tốt, vạn vật sống an lạc. Đó là những cái câu kệ của thầy á, thì nói lên được cái tâm trạng của thầy như vậy. Thầy mong rằng quý thầy sẽ áp dụng cái câu kệ này mà làm một cái nhắc tâm của mình, để cho hàng ngày mình trao dồi bốn cái tâm vô lượng này để sống được với vạn hữu, với sanh linh bằng một cái cuộc sống an hòa và an lạc. Đó là cái điều ước
ao ước mơ của thầy để mong mọi người sống được như bốn cái tâm vô lượng này. Đó là kết thúc cái bài tứ vô lượng tâm mà thầy giảng dạy cho quý thầy hiểu cái lý và cái hành pháp của nó. Thì quý thầy đã biết cái hành và biết rõ được cái lý của nó như thế nào là xong cái bài tứ vô lượng tâm. Bây giờ thầy tiếp tục cái buổi giảng này bằng những cái pháp để mà nhắc nhở cái tâm của thầy như thế nào sau những cái buổi học tập và tu tập những cái pháp mà thầy đã giảng tập. Này các thầy, thầy dạy giáo án này là nhằm phục hồi giáo pháp chân chính của đạo Phật, có đầy đủ lý pháp và hành pháp để giúp cho mọi người tự thắp đuốc lên mà đi, không còn lạc đường lạc lối. Nếu họ tự có quyết tâm tìm đường giải thoát khổ đau và chấm dứt luân hồi, thì ở đây thầy dạy cái pháp này nhằm để cho chúng ta thấy được con đường đi, thấy được cách hành trì để mà chúng ta thực hiện để cho chấm dứt đau khổ, chấm dứt luân hồi. Ở đây các thầy đừng nghĩ rằng thầy thuyết giảng giáo án này là để thu hút các đệ tử của người khác, là khiến cho họ trở về quy y với thầy. Quý thầy chớ hiểu như vậy. Bổn sư của quý thầy thì quý thầy hãy giữ nguyên vị bổn sư ấy cho quý thầy. Nghĩa là đó là không khéo rồi, quý thầy nghe thầy thuyết giảng rồi ở đâu cũng ồn ồn đến xin thầy quy y hết, điều đó là thầy không có mơ ước cái điều đó đâu. Mà thầy chỉ mong quý thầy, vị bổn sư của quý thầy đã từ mà làm bổn sư để mà quý thầy nương vào theo Phật pháp mà tu hành á, thì bây giờ các vị thầy đó vẫn là những vị thầy của quý thầy, chứ đừng có lấy thầy mà làm thầy, mà thầy chỉ đem cái giáo án để cho quý thầy biết được con đường đi tu cho đúng mà thôi. Chứ đừng có bỏ họ, mà đừng nghĩ họ rằng như thế này thế khác, điều đó là điều sai quấy. Cho nên thầy không có, vì vậy mà hôm nay thầy mới nhắc nhở cái điều này để cho quý thầy thấy hiểu. Ở đây thầy cứ theo cái lời dạy của Phật ở trong kinh mà can ngăn dứt bỏ, chứ còn thầy không có cái ý là bài bác cái người này hay bài bác người kia. Cho nên cái bài này thầy muốn nhắc để cho quý thầy hiểu cái lòng của thầy như thế nào trên con đường mà xây dựng cái giáo án này. Quý thầy cũng đừng nghĩ rằng thầy giảng giáo án này là để quý thầy từ bỏ những kinh sách của quý thầy. Quý thầy chớ hiểu như vậy. Quý thầy hãy giữ nguyên kinh sách của quý thầy. Nghĩa là quý thầy bây giờ học kinh sách nào, học đạo nào, thì quý thầy cứ giữ nó, chứ quý thầy đừng có bỏ. Nghĩa là quý thầy thấy cái đường lối giáo án mà thầy dạy theo đạo Phật đã dạy, nó có lợi ích cho quý thầy, thì quý thầy cứ tập luyện cho nó có giải thoát, có lợi ích cho quý thầy thôi. Chứ quý thầy đừng có ném ở kinh sách này là không đúng, sai, quăng, đốt. Cái đó là cái sai. Cái đó là cái làm không đúng. Cho nên ở đây thầy nhắc nhở quý thầy mà bây giờ các thầy có cả một cái tủ kinh sách của các tôn giáo khác, các thầy cũng không được ném. Cho nên các thầy đừng có xem nó là thường, mà các thầy có cái gì thì các thầy cứ để nguyên nó, đừng có phê phán nó bằng cách này bằng cách khác là các thầy đã sai. Các thầy chỉ biết rằng cái giáo án mà thầy đã nêu ra đây là để giúp cho quý thầy, để các thầy đi trên con đường thiện, để giải thoát cho quý thầy được cái nhân ác, để giúp quý thầy được hưởng cái phước báo giải thoát. Chứ không phải các thầy coi thầy mình không ra gì, coi kinh sách của mình đang học không ra gì, thì cái điều đó là điều không đúng. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng giáo án này là muốn cho quý thầy từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ tài sản lớn, tài sản nhỏ, từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, quyến thuộc nhỏ để xuất gia tu hành. Quý thầy chớ có hiểu như vậy. Tất cả những cái gì của quý thầy thì quý thầy hãy giữ nguyên như vậy. Nghĩa là tình cảm thương yêu gì quý thầy cứ giữ nguyên như vậy. Rồi quý thầy cứ tu tập đến chừng nào đó thì nó đã ly thì nó ly. Chứ quý thầy đừng có nghe thầy nói bảo như vậy vậy, rồi quý thầy về tìm mọi cách để mà cắt ly gia đình mình bằng cách này kia. Bởi vì thầy hiểu cái tâm trạng của quý thầy là cái tâm trạng không có hiểu rõ, không có thông minh. Mà ở đây nhằm thầy khai triển ra để thấy cái pháp đúng, để cho chúng ta thực hiện con đường giải thoát. Chứ không phải nghe như vậy rồi về nạt nộ vợ con tụi bay là báo này kia nọ, nhà cửa của cải là quan gia tội báo, nó làm cho tao dính mắt đây. Cái đó là cái sai. Phải hiểu cái tất cả những cái đó là cái sai. Chúng ta đừng có vội vàng, mà chúng ta hãy thực hiện những cái pháp này, rồi chúng ta trao dồi lần lượt, rồi tự nó thấy cái đúng cái sai,
chứ còn đừng có về mà dỗ dàng xua đuổi hoặc làm cách này cách khác, điều đó là cái hiểu sai. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng giáo án này là dạy quý thầy từ bỏ các phong tục tạp quán hoặc tụng kinh cúng bái cầu siêu cầu an, mê tín coi sao bói quẻ, coi ngày tốt xấu hoặc bỏ phế tất cả các nghề nghiệp. Quý thầy đừng có nghĩ như vậy mà hãy giữ nguyên như cũ. Nghĩa là hoàn toàn quý thầy cứ giữ nguyên đó, đừng có chê bai nó. Hầu hết là quý thầy nghe rồi, cái quý thầy mượn cái chỗ giáo án thầy mới chỉ trích người này là cúng bái cầu an cầu siêu đều là bậy, coi sao bói quẻ đều là sai, hoặc là coi ngày tốt xấu là bậy. Đừng có nói cái điều đó, chúng ta không có nói, mà chúng ta hãy tu. Chúng ta biết đó là những cái pháp ác, đó là đem đến cho chúng ta những cái khổ đau thì chúng ta không làm nó mà thôi. Thì quý thầy cứ nghĩ rằng quý thầy bây giờ quý thầy làm cái nghề gì đó mà quý thầy giết hại chúng sanh, làm đau khổ chúng sanh thì quý thầy không làm, chứ không phải quý thầy bác. Quý thầy đừng có nói, ai người ta có cái nghiệp nấy người ta làm. Còn mình nói ra mà chừng mình bị phạm đó. Đó là cái chỗ mà thầy cảnh giác, khi mà nghe thầy giảng rồi thì quý thầy dễ làm lạc. Cũng như nghe thầy dạy tu tứ vô lượng tâm, tâm từ tâm bi của mình, rồi cứ hốt cơm cho chó ăn, mà hốt cơm cho kiến ăn, thì cái điều đó là điều sai. Cơm của đàn na thí chủ người ta làm bằng mồ hôi nước mắt, còn con vật là nó cái nghiệp báo của nó, tại sao chúng ta lại hốt mồ hôi nước mắt cho người khác trong khi chúng ta ăn nhờ của người khác? Chúng ta vô lượng tâm từ á, cái đó là từ sai, từ không trí tuệ. Các thầy đừng có hiểu một cách bây giờ chùa mình không có chó, mà Phật đâu có nuôi chó bao giờ, thế mà gặp chó nào cũng đem cơm cho ăn. Cái chùa chúng ta bây giờ một bầy chó nó vô bởi vì chỗ đó có ăn nó phải đến như vậy. Thầy thấy mấy cái thất nào mà có bỏ cơm rồi cho chó ăn, cái thất đó chó lãng vãng hoài. Còn cái thất nào mà không có cho chó ăn, cái thất đó không có chó lãng vãng. Mình rủ quyến rũ người ta, mình tạo cho người ta cái nghiệp nợ. Mình ăn cơm của đàn na thí chủ, mình biết mình trả được cái nợ này chưa? Cái nợ này rất lớn, tu hành chưa xong thì cái nợ này biết ngàn đời trả cho hết không? Thế mà bây giờ mình còn lấy làm từ của mình là phải bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra mình mới làm từ chứ. Còn này mình lấy của người ta mình cho người khác, tức là mình mượn cái hình thức của tu hành để mình lấy của người ta mình cho người khác ăn, thì như vậy mình có từ không? Người ta làm bằng mồ hôi nước mắt người ta dành ra, cái đó là những cái hiểu sai, cái lầm lạc. Cho nên ở đây cái bài này để thầy dạy ra cho các thầy thấy cái sai là lợi của các thầy. Khi nghe nói đến từ bi hỷ xả thì các thầy tưởng làm như vậy là đúng. Không đúng đâu, phải đúng như thế nào mới đúng. Cho nên nghe cái giáo án của Phật nói vậy phải trắng bạch như vỏ ốc. Về chúng ta bằng cách này bằng cách khác làm cho gia đình tan nát khổ sở. Có nhiều người đã hiểu qua những cái lời dạy của thầy về làm đau khổ gia đình hết, mà không thấy cái sự giải thoát, mà thấy cái địa ngục trước mắt. Đó là những cái hiểu lầm lạc cái lời thầy dạy. Nếu mà thầy không có cái lời cảnh giác này thì chắc chắn là cái đạo Phật đưa đến cái khổ đau cho cái thế gian này chứ chưa phải là hạnh phúc cho ai hết. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng giáo án này là muốn cho quý thầy từ bỏ gia đình. Thầy nhắc lại cái đoạn đó. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng cái giáo án này là dạy cho quý thầy từ bỏ các phong tục, nghĩa là Tết nhất mùng năm mùng cúng bái dỗ quải này kia. Khi mà hiểu này rồi về bát sạch á, không có cho ai cúng bái hết á, thì cái đó là cái sai, cái không đúng. Cho nên chúng ta phải giữ nguyên như cũ, ai làm gì làm. Chúng ta biết cái đó là pháp ác là chúng ta không làm. Bây giờ trong nhà mình tới cái ngày cúng bái người ta giết heo giết bò thì người ta giết mặt ra, không có nên được cả. Mình đừng có nên giết, mình đừng nên ăn thịt là đúng, là mình biết đó là pháp ác, chứ mình chưa có đủ sức độ ai hết. Đừng có học ở đây rồi mình đem ra mình nói người này nói người kia, nói đó là làm ác này kia. Người ta cái phong tục người ta đã quen rồi, để cho người ta làm. Cho nên có nhiều người hỏi thầy, bây giờ con là ở trong nội trợ nhà bếp con phải ngày tư ngày Tết mà trong nhà thì còn ăn thịt chúng sanh này kia, phải làm thịt này kia, thực phẩm bằng thực phẩm chúng sanh như vậy, thì con biết ăn chay rồi con làm sao? Hỏi một cách rất là, thầy nói rất là ngu ngơ thì không biết gì hết. Nghĩa là mình phải làm cho mọi người vui ở trong gia đình của mình. Bây giờ mọi người người ta đang ở trong cái phong tục như vậy, người ta quen như vậy, thì mình là cái người dâu con ở trong nhà thì mình phải làm cho người ta vừa lòng, chứ mình cha người ta sao mình muốn biểu người ta làm theo mình. Thì mình làm vui lòng mọi người, thì cái tâm của mình biết như vậy thì mình đừng ăn thịt chúng sanh. Mình có làm, nhưng mà mình biết như vậy, mình mua con gà sống mình về cắt cổ, mình phải mua con gà chết người ta làm sẵn. Mình phải khéo léo linh động để bớt đi cái bàn tay đẫm máu của mình. Là mình biết trong thiện pháp phải từ từ tập chứ. Chứ không lẽ bây giờ đụng cái là mình không làm gì hết. Để cho bây giờ phải nấu chay đi, đậu hũ đi. Nhà người ta, mọi người ta không bằng lòng mà mình làm chuyện đó sao được. Đó là cái tu, chứ không phải là cái thành Phật liền. Mình nghe cái làm như là mình thành Phật rồi, từ bi dữ lắm rồi. Bao nhiêu kiến cũng đổ cho ăn riết nó cắn mình gần chết. Cái đó là quá ngu.
Phật gì mà ngu quá ngu. Quý thầy đừng nghĩ rằng thầy giảng giáo án này là thầy dạy quý thầy bỏ chùa to tháp lớn, bỏ phế sự giáo hội, bỏ phế sự giảng dạy kinh sách, bỏ phế các pháp yết ma, bỏ phế các pháp bỏ phế các pháp thiền định mà quý thầy đang tu tập. Quý thầy đừng có nghĩ như vậy, mà hãy giữ nguyên tất cả. Nghĩa là mình xét, mình thấy ở các pháp thiền này nó không đúng thì mình tu, chứ không được bỏ. Mình bỏ tức là mình bài bác á. Nghĩa là mình thấy không đúng là mình tu. Còn ai tu người ta chưa hiểu thì người ta tu gì là tu. Không được nói một cái lời nói à, anh tu đó vậy sai, thiền đó không phải Phật. Thì cái đó là mình bác người ta. Tức là có sự tranh luận chống trái nhau. Cho nên ở đây thầy cảnh giác vấn đề này, là qua cái bài pháp này để cho quý thầy hiểu được cái tâm trạng của thầy không muốn có một sự chống trái nhau ở trên cái con đường tu tập theo đạo Phật. Dù là giáo pháp của ai chúng ta cũng quý trọng hết. Họ có đi tới được hay không đi tới được chúng ta hoàn toàn không động chạm. Chứ mình thấy mình tu tập giới luật mình được, cái bắt đầu mình chê rề họ đó, đó là cái sai, cái đó là cái pháp ác chứ không phải là cái pháp đúng đâu. Ai làm gì thì mặc người ta. Chúng ta cố gắng, chúng ta làm sao cho tâm chúng ta giải thoát, chúng ta sống được trong pháp thiện, đem lại sự an vui hạnh phúc cho chúng ta trước, rồi sau đó chúng ta làm cái gương hành sống để cho người ta thấy đúng thì người ta theo, chứ không phải người bảo người ta, dạy người ta bằng cái miệng lưỡi của mình mà người ta theo đâu. Quý thầy đừng nghĩ rằng thầy giảng giáo án này là thầy muốn cho quý thầy từ bỏ những gì mà các tổ đã truyền thừa, tổ tổ truyền nhau. Quý thầy đừng nghĩ như vậy. Tất cả những gì mà các tổ đã truyền cho quý thầy thì quý thầy hãy giữ nguyên như cũ. Nghĩa là ông thầy đó ông dạy mình cúng bái tụng niệm kệ ngâm hoặc gì đó, bây giờ cũng làm y như vậy hết. Nhưng mình thấy cái điều đó nó không đem đến cái thiện pháp thì mình lần lần mình tự sửa lấy mình, rồi mình tu tập cho mình đi vào trong cái thiện pháp mà giáo án của Đức Phật đã nêu ra. Chứ không nói thầy tổ mình làm cái đó sai, làm cái đó trật, làm cái đó mê tín, không có được nói cái điều đó. Đó là cái ý của thầy muốn giảng cái bài này là như vậy đó. Quý thầy đừng nghĩ rằng thầy giảng giáo án này là khiến cho quý thầy từ bỏ nghề thầy thuốc, trị bệnh, làm việc từ thiện, bố thí vân vân. Quý thầy chớ nghĩ như vậy. Tất cả những gì làm lợi ích cho mọi người, cho xã hội thì quý thầy hãy giữ nguyên. Nghĩa là quý thầy biết được những pháp ác để tu tập cái tâm của mình, trao dồi cái tâm thương yêu của mình. Còn những việc làm kia thì quý thầy cứ giữ nguyên mà làm, chứ đừng có lấy cái đó rồi quý thầy bỏ, rồi quý thầy xuyên qua một cái góc độ nào đó, thì cái đó là không phải là cái ý của thầy giảng giáo án này đâu. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng giáo án này là muốn cho quý thầy không viết kinh sản sách, dịch kinh viết báo. Quý thầy chớ có nghĩ như vậy. Tất cả những điều mà quý thầy đã làm có tính cách phổ biến mọi đường lối tu tập thì quý thầy cứ giữ nguyên. Nghĩa là mọi đường lối đó đều có thể là tốt chứ không phải xấu đâu. Nó cũng không giúp ích cho người ta cái này thì nó cũng giúp ích cho người ta cái khác. Cho nên cứ giữ nguyên mà làm. Nhưng quý thầy cứ sửa những cái điều không tốt, cái điều ác trong tâm của mình, cái điều hành động ác, cái hành động không tốt của mình để sửa lần theo cái giáo án của Phật để cho quý thầy được giải thoát. Quý thầy cũng đừng hiểu thầy giảng giáo án này là chống trái bài bác quý thầy phá giới, phạm giới mà tất cả những gì quý thầy đang sống. Quý thầy cứ giữ nguyên, nghĩa là đừng có nghĩ rằng thầy dạy cái giáo án này ra là chống trái lại với những thầy phá giới đâu, phải đâu. Nghĩa là quý thầy đó làm cái gì thì mặc quý thầy cứ giữ nguyên, chứ không có bắt buộc quý thầy phải giữ gìn ăn sống ngàn bữa như thầy, hay ngủ ít, hay hoặc độc cư, hay hoặc là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng ai hết. Thầy không bắt buộc họ, tất cả những cái giáo án này là không bắt buộc người nào hết. Miễn là người đó nhận ra được cái pháp ác và pháp thiện. Pháp ác thì họ dứt, mà pháp thiện thì họ tăng trưởng, thì họ hưởng được cái sự giải thoát. Có vậy, cái giáo án ra đời là nhằm cái mục đích như vậy. Ai thấy được thì cứ thực hiện, ai thấy không được thì thôi. Chứ không được lấy cái chỗ cái giáo án này mà bài xích bài bác người ta đúng sai thì cái điều đó là không được. Quý thầy cũng đừng hiểu rằng thầy giảng giáo án này là bắt buộc quý thầy phải tu theo giới định tuệ của Đức Phật. Mà bây giờ quý thầy đã tu theo giới định tuệ nào thì quý thầy cứ giữ nguyên. Nghĩa là mình tu theo giới định tuệ nào của kinh điển nào thì mình cứ giữ nguyên. Còn mình thấy được giới định tuệ của Đức Phật đúng thì mình cố gắng mình khắc phục lần lần theo đó. Còn những giới định tuệ nào mà không đúng, nó có ác pháp trong đó, nó có những cái phi thời trong đó, thì chúng ta lần lần chúng ta dứt. Chứ chúng ta không nói đó là sai, đó là đúng. Mà chúng ta từ từ chúng ta dứt, chứ không phải là chúng ta dứt một lần. Như bây giờ
có quý thầy nói cũng tu giới định tuệ, nhưng mà một ngày người ta ăn hai ba bữa thì đó là phi thờ, nhưng mà mình không nói là phi thờ, mà mình biết rằng giới định tuệ của Phật dạy là ngày ăn một bữa không phi thờ, thì bắt đầu mình biết đó, mình lần lượt mình sửa, bởi vì mình còn đang ăn ngày ba bữa, cho nên mình sửa lần để cho mình ăn được một bữa mà thôi, là mình đi vào trong cái thiện pháp không phi thờ nữa. Còn quý thầy người ta chưa có hiểu biết, hoặc là người ta hiểu biết mà người ta sống khắc phục chưa được, thì mình không được nói, mình không được phê bình họ, mình không được nói đó là giới định tuệ sai, giới định tuệ đó là của đại thừa chứ không phải là giới định tuệ của tiểu thừa, mình đừng có nói điều đó, nói điều đó là điều không tốt. Này quý thầy, thầy giảng giáo án này là chỉ cho quý thầy biết nó những pháp bất thiện, nghĩa là dạy cho biết nó là những pháp bất thiện mà chưa được từ bỏ, nghĩa là pháp ác mà chưa được từ bỏ, làm cấu quế đưa đến tái sanh luân hồi, đem lại khổ đau, đưa lại quả khổ, đem lại già chết trong tương lai. Nghĩa là thầy giảng cái giáo án này là cái mục đích của nó để giúp cho quý thầy biết pháp nào là bất thiện, pháp nào là thiện và pháp bất thiện. Mà quý thầy chưa từ bỏ thì quý thầy hãy cố gắng mà từ bỏ, vì pháp bất thiện đó nó làm cho cấu quế đưa đến sự tái sanh luân hồi, làm cho đau khổ đưa đến sự quả khổ, đem lại già chết ở trong tương lai của chúng ta. Nghĩa là cái giáo án mà thầy dạy ra để cho các thầy nhận được cái pháp thiện và cái pháp bất thiện, để cho quý thầy tu tập dứt bỏ nó, chứ không phải đem ra để mà cho quý thầy thấy cái sai cái đúng của thế gian. Thầy hiểu như vậy thì mới biết được cái tâm trạng của thầy khi mà giảng giáo án này. Tại sao từ xưa thầy không giảng cái giáo án này? Là tại vì thầy thấy nó chưa có đủ duyên, và đồng thời nói ra thì sợ người ta không hiểu mình. Nói người ta, thầy giảng ra thì nói thầy rằng có cái ý là chống bán các pháp này của mọi Phật pháp ở trên thế gian. Thầy giảng giáo án này có những pháp thiện mà quý thầy chưa được trao dồi. Có những pháp thiện mà quý thầy chưa được trao dồi. Như thầy giảng cái giáo án tứ vô lượng tâm, thì trao dồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì quý thầy chưa bao giờ được trao dồi. Bây giờ thầy giảng cho quý thầy biết được cách thức trao dồi tâm mình để cho nó đi vào trong thiện pháp. Đó là cái mục đích của thầy là như vậy. Thầy giảng giáo án này có những thiện pháp mà quý thầy chưa được trao dồi tu tập để được thanh tịnh, không làm cấu quế, chấm dứt tái sanh luân hồi, hết sự đau khổ, đưa đến quả lành, không già, bệnh chết. Đó. Thì cái mục đích của thầy giảng cái giáo án này là để cho quý thầy trao dồi thân tâm mình cho được thanh tịnh, để không còn cấu quế, không còn ô nhiễm nữa, chấm dứt sự tái sanh luân hồi đau khổ, đưa đến những cái quả lành và thoát khỏi già bệnh chết. Đó là cái mục đích của cái giáo án, chứ không phải là mục đích như ồ nãy ở trên. Cho nên các thầy đừng hiểu như những cái ở trên đó là sai. Những pháp ấy thầy đã giảng dạy trong giáo án để cho quý thầy thực hành theo đúng lời giảng dạy của thầy. Thời các pháp cấu quế bất tịnh, bất thiện pháp của quý thầy chưa được diệt trừ, các pháp thiện thanh tịnh được tăng trưởng, và quý thầy sẽ tự chứng biết, chứng ngộ và đạt đến an trú ngay trong hiện tại, trí tuệ cụ túc viên mãn, chấm dứt sinh tử luân hồi, làm chủ sự sống chết. Đó là những cái pháp mà thầy giảng trong giáo án này là để quý thầy chứng nghiệm được cái sự tu tập của quý thầy, và quý thầy sẽ được an trú ngay trong hiện tại cái sự giải thoát đó. Nơi quý thầy sẽ chứng minh cụ thể cho cái sự giải thoát đó, chứ không phải nói mà một cách là không có cái trạng thái đó, không có sự giải thoát đó, gọi là vô sở đắc đó đâu. Nó có sự an lạc, có sự giải thoát thật sự, có cái tâm thiện thật sự, có cái lòng thương yêu thật sự, để chứng nghiệm qua cái sự tu tập của quý thầy, qua cái sự trao dồi của quý thầy, bằng cách là quý thầy siêng năng tu tập ngay trong hiện tại, ngay trong khi tu tập đã có cái sự chứng nghiệm đó rồi. Thì như vậy quý thầy mới tin rằng cái giáo án mà thầy đã vạch ra nó có kết quả thực sự như vậy, đem lại hạnh phúc cho con người như vậy. Nó thì quý thầy mới tin. Nó thì đến đây qua cái phần này thì quý thầy đã thấy rằng thầy đã dạy cái giáo án này là cái ý như vậy, chứ không phải là để cho quý thầy hiểu rồi mà không có cảnh giác, không có răn nhắc quý thầy thì quý thầy không hiểu, rồi quý thầy đem ra quý thầy lấy cái chỗ này mà quý thầy bài bác chống đối người ta, hoặc cái này hoặc cái khác, thì điều đó là pháp ác chứ không phải là pháp thiện nữa. Các thầy nhớ như kỹ như vậy, các thầy nói đúng chứ không phải sai, nhưng mà người ta đứng ở trong cái góc độ người ta hiểu thì người ta thấy quý thầy là cái những người ác pháp chứ không phải là người thiện pháp đâu, bởi vì nói cho người ta tức tối, người ta giận dữ, người ta còn kiến chấp, người ta lầm chấp, người ta còn ôm chặt, cho nên người ta đau khổ, người ta tức tối, người ta giận dữ, người ta tranh luận với quý thầy. Thì cái đó là quý thầy đã tự
đem cái thiện pháp mà biến cái thiện pháp đó trở thành ác pháp với mọi người. Thì cái điều đó, điều mà quý thầy nói đó là cái điều mà quý thầy đã làm sai, không đúng lời dạy của thầy. Cho nên khi mà nghe được thầy rồi thì quý thầy phải âm thầm về nỗ lực tu hành, không được đem cái giáo án này mà dạy người khác. Tại sao vậy? Chỉ khi nào có những người, người ta có quyết tâm tu để tìm giải thoát, thì chúng ta thấy họ có sự tha thiết, sống đúng cái những cái hạnh của một cái người mà quyết tu, người ta muốn xả bỏ, thì mình cho người ta đọc hoặc người ta nghe. Còn những người mà người ta sống phi thời, người ta sống theo dục lạc thế gian, mình đừng đem giáo pháp này ra, rồi người ta tìm mọi cách người ta chống đối, làm cho người ta bị tội lỗi với Phật Pháp. Vì Phật đã dạy, chứ đâu phải của thầy. Thầy chỉ là một cái người để khai triển lại những cái lời của Phật, chứ không phải là pháp này của thầy. Thầy đâu phải là một đức giáo chủ của Đạo Phật, mà thầy có những cái giáo pháp, một cái triết của đường lối của Đạo Phật đâu. Thầy chỉ khai triển lại cái đường của Đức Phật, mà nếu để cho người ta lầm chấp, người ta đang say mê ở trong dục lạc thế gian, thì tức là người ta có cái sự phải tranh luận, phải bài bác cái pháp này, tức là người ta bài bác cái pháp của Phật. Và vì vậy mà làm cho người ta tội lỗi hơn, và người ta sẽ trôi lăn ở trong lục đạo sáu nẻo, biết chừng nào người ta gặp Phật Pháp. Cho nên chúng ta phải biết thương người, biết thương người là biết ngăn ngừa cái sự tội lỗi của họ. Cũng như mình biết ngăn ngừa cái tội lỗi của một thằng ăn cắp, thì mình để cái xe hoặc cái vật dụng gì mình phải cảnh giác. Vì cảnh giác cho nên thằng ăn cắp nó không lấy được, cho nên nó không tội lỗi. Cũng như mình biết thương người thì mình phải cảnh giác, đừng có để cho những cái pháp này mà rơi vào những cái người mà đang sống trong dục lạc. Vì đang sống trong dục lạc, họ phải có sự lý luận để che đậy những cái điều đó, do đó họ thành ra phỉ báng Phật Pháp. Mà phỉ báng Phật Pháp thì họ tội vô lượng. Cho nên vì vậy mà họ đọa địa ngục, biết kiếp đời nào mà cho họ gặp được Phật Pháp. Cho nên vì cái duyên mà không tốt thì đời đời kiếp kiếp họ làm sao gặp được Phật Pháp. Được thân còn khó, được Phật Pháp còn khó hơn. Thế mà hôm nay chúng ta vô tình đã làm cho họ rơi vào cái chỗ vô lượng kiếp mà không được gặp Phật Pháp. Thì cái đó là cái tội quá tội. Chúng ta phải biết thương người. Cho nên vì thế mà khi học được cái giáo án này rồi thì quý thầy cẩn thận mà truyền pháp, chứ không phải đụng đâu mà phô ra hết, hoặc là đăng trên báo chí, hoặc là in thành sách rồi bán ở các hiệu sách. Điều đó không phải. Cái pháp này là pháp quý giá. Cái pháp này đem đến cho mọi con người được giải thoát, sống được an vui, được thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau trong mọi hình thức. Thì cái pháp này phải được coi như là cái pháp quý nhất trong đời sống của nhân loại, của con người. Vì thế cái pháp này được đem bố thí, được đem làm một cái tài liệu học tập cho những người biết tìm con đường giải thoát. Và cái pháp này không được bán, và cái pháp này luôn luôn để trao cho những người quyết tìm con đường giải thoát. Còn những người không quyết tìm con đường giải thoát, chạy theo dục lạc thế gian, ham thích dục lạc thế gian, thì những người đó chưa đủ duyên, chúng ta chưa nên trao. Chờ khi nào họ chạy theo dục lạc thế gian, đâm đầu vào vào cái khổ, chừng nào họ thấy đời là khổ thật, họ than thở đời là không có gì hạnh phúc, thì chúng ta mới đưa cho họ xem, đưa cho họ biết, để cho họ thức tỉnh. Còn họ đang say mê trên đống tiền, trên danh lợi, trên sắc dục, thì thôi chúng ta khoan đã, hãy dừng lại đối với những người này. Cho nên muốn trao pháp cũng phải trao cho những người có đủ duyên, mà trao cho những người không đủ duyên thì họ sẽ làm thêm tội ác. Đó là những lời cảnh giác và những lời khuyên của thầy đối với quý thầy. Cho nên thầy không muốn cái dùng cái pháp này để tạo một cái danh của mình, mà chỉ dùng cái pháp này để làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên đâu cần phải bổ biến cho rộng rãi, đâu cần phải quảng bá cho nó rộng lớn bao nhiêu mà có bao nhiêu người tu được. Thà là âm thầm xem xét coi người nào đủ duyên, vì đủ duyên thì dù đâu họ cũng có gặp, mà không đủ duyên thì bây giờ bài bán giữa chợ họ cũng chẳng thèm mua. Cho nên ở đây chúng ta sống trong pháp nhân duyên của Phật thì chúng ta đã hiểu rõ, và sống trong pháp nhân quả của Phật thì chúng ta cũng đã rành. Cho nên chúng ta ngồi đây mà chờ người có đủ duyên thì mới đem pháp trao, chứ không phải đem đi bán pháp để độ người. Độ người kiểu đó là độ danh, độ lợi, chứ không phải độ người. Cho nên khi quý thầy trở về quê hương của mình mà có đủ duyên in được sách này thì cần phải trịnh trọng, người nào có tâm thành đến đảnh lễ pháp ta mới bố thí cho họ, người nào không đảnh lễ
dù bỏ hàng triệu bạc chúng ta cũng chẳng cho, hàng tỷ bạc chúng ta cũng chẳng cho, chứ đừng nói chi là 5.000, 10.000 thì pháp bảo của Phật coi quá rẻ. Đó là những lời nói cũng nhắc nhở quý thầy, và cũng là những lời nói sau cùng khi thầy trao cái giáo án này ra. Bây giờ chúng ta tiếp tục học tứ chánh cần. Bây giờ đã học tứ vô lượng rồi, tứ vô lượng tâm rồi, bây giờ học tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn pháp dùng để trao dồi, dứt trừ các ác pháp. Vậy tứ chánh cần là gì? Tứ chánh cần là bốn pháp siêng năng, cần mẫn, tinh tấn, hợp với đạo lý nhân quả để giúp cho con người thoát ra cảnh khổ, bất hạnh của cuộc đời, để giúp cho con người thoát kiếp trầm luân khổ ải, để giúp cho con người mọi hành động không khổ, không làm khổ mình, khổ người, và để giúp cho mọi người trao dồi rèn luyện thân tâm, đạo đức, nhân quả. Đó thì tứ chánh cần chúng ta phải hiểu bốn cái pháp chuyên cần này á, là để chúng ta để giúp cho chúng ta thoát cái cuộc đời bất hạnh, để giúp cho chúng ta không làm khổ người, khổ mình, để giúp cho chúng ta trao dồi cái thân tâm đạo đức của chúng ta trong nhân quả. Thì chúng ta phải biết cái pháp này nó trao dồi cái đạo đức nhân quả như thế nào. Bởi vì nói dạy về nhân quả mà không dạy tứ chánh cần á, thì chắc chắn là người ta chưa biết pháp hành. Cho nên người ta nói nhân quả suông mà không có hành nhân quả. Còn ở đây chúng ta chưa có dạy về nhân quả, nhưng mà thầy trước kia thầy có giới thiệu để chúng ta biết nghiệp. Nghiệp tức là cái nhân quả của nó đem đến cho chúng ta những cái từ cái nhân đến cái quả, rồi nó chuyển tiếp, rồi nó trở thành những cái nghiệp lôi cuốn chúng ta trong dòng sinh tử luân hồi. Thì cái nhân quả nó là như vậy. Nhưng mà cái dạy về nhân quả nó phải có một cái, về đạo đức nhân quả thì nó phải có một cái giáo án riêng cho đạo đức này. Vì nó thuộc về cái đạo đức rồi thì nó phải có cái tuần tự từ thấp đến cao, cách thức tu học như thế nào của nhân quả. Do vì vậy đó thì có dịp thầy sẽ soạn cái giáo án nhân đạo đức nhân quả để giúp cho mọi người biết cái đường lối trao dồi học tập cái đạo đức nhân quả để đem lại một sự an lành thanh bình cho con người trên thế gian này. Nhưng bây giờ thì chúng ta không có thời gian để mà viết thành cái giáo án của đạo đức nhân quả. Tứ chánh cần chia ra làm bốn vai trò để trao dồi các hành trong thân. Nghĩa là cái tứ chánh cần đó, chúng ta chia nó làm bốn cái vai trò để mà trao dồi các hành trong thân. Nghĩa là nó có bốn cái phận sự để mà trao dồi các hành. Nó trao dồi cái hành động chứ không phải là trao dồi cái tâm mà trừu tượng như là chúng ta trao dồi tứ vô lượng tâm đâu, mà nó trao dồi các cái hành động của trong thân của nó. Vậy thì cái hành động trong thân của nó như thế nào thì chúng ta sẽ lần lượt thầy sẽ giải bài để chúng ta thấy được các hành động ở trong thân của chúng ta. Một, siêng năng cần mẫn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Đó là cái thứ nhất á, thì chúng ta phải siêng năng cần mẫn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Ở đây là cái lý thôi, nói cái lý chứ ngăn ngừa rồi cần mẫn ngăn ngừa nó như thế nào thì chắc chắn là đó là cái danh từ rỗng, nó không đúng. Nhưng mà phải nói để cho quý thầy biết, để cho quý thầy cái những cái lý mà phải nói cho hiểu để biết cái sự ngăn ngừa, rồi sau đó chúng ta hành thì chúng ta mới biết biến ra cái hành động ngăn ngừa như thế nào và phòng ngừa nó như thế nào. Hai, phải siêng năng cần mẫn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Chỉ dứt trừ đây mình chỉ nói danh từ suông, đó là cái lý nói dứt trừ, chứ dứt trừ phải bằng cái hành động, phải bằng cái cách tập luyện như thế nào để mà dứt trừ các cái pháp ác. Nó là cái thức mà đoạn dứt nó, chứ không thể nói dứt trừ suông mà nó đã dứt các ác được. Cho nên hầu hết là chúng ta phải giải cái lý của pháp rồi mới giải cái hành của pháp thì mới thấy cái chỗ hiểu nó, rồi mới cái chỗ hành nó như thế nào cho đúng. Ba là siêng năng cần mẫn trao dồi những điều lành chưa phát sanh. Đó, bây giờ nói đến mình phải trao dồi những cái điều lành, chứ còn khi không nó làm sao nó có trong tâm mình lành được. Cho nên mình phải trao dồi những cái điều lành đó, mà cho nên những cái điều lành đó nó chưa phát sanh thì mình phải trao dồi nó. Thì trao dồi nó một thời gian thì tất cả những cái pháp lành nó phát sanh ra. Đó. Thì khi mà trao dồi một thời gian nó phát sanh ra thì đến cái giai đoạn thứ tư á, thì siêng năng cần mẫn tiếp tục trao dồi
những điều lành đã phát sanh. Bây giờ nó trao dồi, bây giờ nó đã lớn rồi, nó đã khởi ra rồi, thì bắt đầu mình phải trao dồi cho nó lớn mạnh lên, để giúp cho người, để giúp cho mình, làm cho mình vui, làm cho người khác vui. Đó, thì trên cái bước đường mà tu học nó phải đi từng bước, từ cái hiểu cái lý cho đến cái hành của cái lý, từ cái hiểu cái lý pháp cho đến cái hành của cái pháp. Thầy dạy đâu thì nó có những bước căn bản như vậy, chứ không phải dạy chung chung được. Lý với hành nó phải song song như vậy để chúng ta hiểu mới rõ. Bây giờ thầy xin ôn lại những điều lành thầy đã dạy cho quý thầy ở lộ trình thứ nhất. Bây giờ ôn lại để chúng ta thấy mình đã học những cái pháp lành nào, cái điều lành nào, để cho mình biết. Thứ nhất, như là 10 cái điều lành. 10 cái điều lành tức là thập thiện đó, quý thầy đã học rồi phải không? Rồi 4 tâm vô lượng đó thì quý thầy đã học rồi. Và 10 cái điều lành á, bây giờ chúng ta mới đem áp dụng vô cái tứ chánh cần này đó. Còn 4 cái tâm vô lượng á, thì mình đã trao dồi về cái pháp hướng á, để làm cho cái tâm từ bi ý xã của mình nó rộng lớn ra. Thì cái hành của tứ vô lượng tâm rồi. Bây giờ mới nhắc lại cái 10 cái điều lành này. Hồi trước á, thầy chỉ giảng cái lý của 10 điều lành này, chứ chưa có dạy quý thầy hành cái 10 cái điều lành này. Bây giờ mới tới đây là quý thầy sẽ hành cái 10 cái điều lành này. Nó mới hiểu biết rằng khi dạy thập thiện, tức là để cho chúng ta biết 10 điều lành và 10 điều ác. Và khi biết rồi thì bắt đầu bây giờ mới tới tứ chánh cần, mới đem nó mà áp dụng vào tứ chánh cần để chúng ta thực hiện 10 điều lành, 10 điều ác. Bởi vì trong tứ chánh cần Phật dạy, các pháp ác chưa sanh thì không cho sanh, mà đã sanh thì đoạn dứt, mà các pháp thiện chưa sanh thì phải cho khởi sanh, mà đã sanh thì tăng trưởng. Cho nên chúng ta biết được cái đó, vì vậy mà chúng ta phải dạy các pháp ác như thế nào, các pháp thiện như thế nào, để chúng ta hiểu pháp ác sao, pháp thiện như thế nào, để mà chúng ta áp dụng vào tứ chánh cần cho đúng đắn. Qua 10 điều lành và 4 tâm vô lượng, quý thầy đã quan niệm rõ nét về điều dữ và điều lành trong đạo Phật rất cụ thể. Thì quý thầy thấy rất rõ là vì qua những cái điều mà thầy dạy đó, thì quý thầy đã thấy điều lành và điều dữ không có mơ hồ nữa, quá rõ ràng. Vì đã học xong rồi, quý thầy đã hiểu rõ rồi. Mỗi khi ai đã học xong những điều thầy đã dạy ở trên mà không hiểu được điều lành, điều dữ thì người ấy quá là si mê. Nghĩa là thầy dạy rồi mà không hiểu được thì thật là si mê. Nếu thầy dạy điều lành, điều dữ mà người nào không hiểu thật rõ là đáng thương cho người đó, người đó là kẻ si mê tận cùng. Nghĩa là thầy dạy như vậy, chắc chắn là thầy tin rằng một cái người mà bây giờ ngu si như thế nào mà dạy xong rồi thì chắc chắn là quý thầy cũng phải thấy rõ được cái điều thầy dạy, chứ không phải là không thấy rõ. Bởi vậy, trước khi làm một điều lành, tránh một điều dữ, chúng ta phải hiểu rõ thế nào là lành, thế nào là dữ. Những điều dữ là những điều gì có thể làm tổn hại cho mình, cho người trong hiện tại cũng như mai sau. Nó thì quý thầy thấy những cái điều lành, điều dữ là như thế nào. Điều lành á, là làm cho người vui, làm cho lợi người, mà điều dữ thì làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ. Thì đó là những cái đặc tính của điều dữ và điều lành nó như vậy. So sánh ta thấy rất rõ và nhận định chính xác, không lầm. Nếu ta so sánh giữa 10 điều dữ và 10 điều lành đối chiếu nhau thì ai ai cũng rõ. Bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu lại 10 cái điều lành và 10 điều dữ thì chúng ta thấy rất rõ. Bây giờ mình để cái điều dữ trước và cái điều lành sau. Thì chúng ta thấy nè, một, sát sanh. Sát sanh á, thì cái người đó phải cầm dao, cầm gậy, cầm gọc đánh cho chết người hoặc là giết con vật này. Cho nên không sát sanh á, thì không giết, không hại, không làm đau khổ, không làm chết chóc chúng sanh. Đó là không sát sanh, đó là lành phải không? Bởi vì không làm khổ ai hết thì đâu đó là lành. Điều dữ đây, thứ hai là trộm cắp. Trộm cắp mình lấy của người ta không cho, làm cho người ta mất của, người ta buồn rầu, người ta khổ sở. Thì cái đó có khổ không? Đó là ác. Cho nên mình thấy rõ cái pháp ác mà, đâu có gì là không ác. Còn mình không trộm cắp, tức là không lấy của người, thì người ta đâu có mất của, người ta khổ. Mà do đó thì mình thấy không có khổ. Vì vậy mà đối chiếu lại thì chúng ta thấy trộm cắp là pháp ác, mà không trộm cắp là pháp lành. Bây giờ đến ba là tà dâm. Cái người mà tà dâm á, cái có vợ con rồi mà đi lợi nhà người ta, ghe vợ người ta, hoặc làm thế này thế khác á, làm cho gia đình người ta tan nát, rồi gia đình mình tan nát, có khổ không? Đó là pháp ác, là cái pháp làm cho đau khổ mình, đau khổ người. Còn không tà dâm á, thì gia đình hạnh phúc yên vui, nhà người ta có tan nát cửa không,
đó là mình vui mà người khác cũng vui. Do đó là không tà dâm là pháp thiện, mà tà dâm là pháp ác. À, 4. Nói dối, nói không thật đó, không nói, nói không thật đó. Mà nói không thật tức là gạt người ta chứ gì. Thí dụ như con người ta không có té giếng chết, mình chạy về mình nói con bà đi ra ngoài coi trâu ngoài ruộng nó té chết đi, nó lọt giếng nó chết dưới rồi, làm cho bà ta sợ hãi khóc lóc chạy ra coi con mình chết không, ai về thấy nó ngồi trên bờ ruộng á, thì do đó là nói láo như vậy đó, làm cho người ta khổ như vậy đó. Có ác không? Ác. Cho nên cái nói như vậy á, làm cho người ta khổ, đó là pháp ác. Còn mình không nói dối, không gạt ai hết á, thì có ác không? Không có làm cho ai khổ sở hết, thì cái đó là cái pháp lành. Cho nên chúng ta phải nhớ so sánh để chúng ta biết chúng ta phải giữ cái nào mà dứt cái nào. 5. Là nói thiêu dệt. Mình nói thiêu dệt, mình thiêu dệt cái này, thiêu dệt kia để cho người ta thù hằn nhau, người ta giận với nhau, người ta ghét với nhau. Thì cái đó là pháp ác hay pháp thiện? Vì người ta có giận hờn ghét nhau, thì do đó là pháp ác, làm cho người ta đau khổ, người ta tức giận. Đó là pháp ác. Còn mình không nói thiêu dệt thì đâu có làm ai khổ. Mình không nói xấu người khác thì đâu có làm ai khổ. Cho nên do vì vậy đó mà đó là pháp thiện. Nói lời phù phiếm. Mình nói lời phù phiếm, mình nói cái này cái kia, nó không đúng cách, nó làm cho người ta nghe cái chuyện này rồi dính mắc vào chuyện kia, đi làm chứng làm trái này kia, làm cho người ta phải mất thì giờ, làm cho người ta tổn phí những cái công sức để mà ngồi nghe những cái chuyện tào lao không có đúng, đó là cái pháp ác. Còn mình không nói lời phù phiếm á, thì có phải là người ta không mất thì giờ không? Người ta không có ngồi nghe cái chuyện tào lao, cho nên người ta nó không có hao tổn tinh thần mà cũng không hao tổn cái thời gian của người ta. Thì như vậy là thiện pháp. 7. Nói lời hung dữ. Nói lời hung dữ là mình chửi mắng, mình rủa người ta hoặc là mình nạt nộ, thì làm cho người ta giận tức, làm cho người ta đau khổ, thì cái đó là pháp ác phải không? Do vì vậy đó là nó pháp ác. Còn chúng ta không nói lời hung dữ thì đâu có làm ai khổ sở, cho nên đó là pháp thiện. 8. Là tham lam. Tham lam là ham muốn. Mình ham muốn cái này cái kia, nó sanh ra những cái đạt được á, thì mình mừng vui chút, mà không đạt được á, thì nó khổ sở, nó lo toan đủ thứ trong đầu của mình. Do đó tham muốn cái này, tham muốn cái kia, nó làm chúng ta phải lo lắng. Thì như vậy là cái sự lo lắng ở trong tâm của mình á, đó là cái pháp ác. Còn người mà không tham lam, không ham muốn á, thì họ có an ổn không? Họ thanh thản, họ an vui, cho nên họ là cái pháp đó là cái pháp thiện. 9. Là sân. Sân là thì quý thầy thấy người sân có giận dữ không? Giận dữ thì tức tối, mặt đỏ, tay múa mai, tay chân múa men. Do như vậy là cái người sân là cái người quá khổ, mà sân là khổ như vậy đó là pháp ác. Còn cái người không sân thì có khổ không? Không có khổ, không có giận dữ, không có múa men, không có chửi mắng, không có la lớn, thì cái người đó là người không khổ. Còn cái người kia là cái người sân, là cái người trong pháp ác cho nên khổ. Si là ngu si, không thấy, cho nên thấy người ta uống rượu cái mình a tùng vô mình uống rượu, thấy người ta giết gà thì mình cũng a tùng vô giết gà để ăn thịt, hoặc là làm những cái chuyện trộm cướp theo những cái điều người ta không có thấy cái tội lỗi, cho nên do những cái si mê đó mà nó đưa cho con người ta đến những cái khổ đau liên tục, cho nên đó là gọi là chúng ta phải biết đó là cái pháp ác. Người không si tức là người thấy cái điều đúng điều sai để chúng ta tránh mà không tạo ra chúng ta khổ và người khác khổ, thì người đó là người không si. Vậy không si đó là pháp thiện. Vậy so sánh 10 pháp này xong rồi chúng ta biết pháp nào thiện, pháp nào ác. Vì vậy mà chúng ta hãy do cái bản so sánh này để cho quý thầy thấy rõ mà nhận định điều ác mình cần phải dứt bỏ, điều lành mình cần phải tăng trưởng và nuôi lớn. Như vậy là chúng ta sẽ nuôi lớn 10 cái điều thiện mà không không này đó, không làm những cái 10 cái lần không làm cái này nè, thì trong khi lần lượt chúng ta phải tu tập trao dồi như thế nào để chúng ta thực hiện được, tăng trưởng được những cái pháp lành, 10 cái pháp lành này, mà đoạn dứt được 10 cái pháp ác này, đó là một cái điều quan trọng. Chứ không thể nói rồi chúng ta dứt được liền đâu, rất là khó chứ không phải dễ. Tuy rằng nói như vậy, so sánh như vậy để chúng ta hiểu, nhưng đến khi mà thực hành tu tập là một điều mà chúng ta phải rèn luyện, dứt bỏ, trao dồi và có những sự phải quyết tâm chúng ta mới dứt được. Chứ không phải là muốn dứt là cái chúng ta dứt ngay liền được đâu. Nó rất là khó chứ không phải dễ. Vì vậy mà cái giáo án này thầy phải ghi lại cho nó được đầy đủ những cái pháp hành để chúng ta thực hành để mà dứt
các pháp ác, mà tăng trưởng các pháp lành, làm cho chúng ta càng ngày càng tiến bước trên con đường giải thoát. Như vậy, ở đây những điều lành mới khởi sự bắt đầu để cho người mới tu mà thực hành dứt bỏ 10 điều ác, tăng trưởng nuôi lớn 10 điều lành. Nhưng nói đến điều lành của đạo Phật mà không dạy con người trao dồi 4 tâm vô lượng từ bi hỷ xả, cao quý tuyệt đỉnh lành trong các pháp. Nếu mà nói về pháp ác, pháp lành mà không dạy người ta trao dồi tâm từ bi hỷ xả như thầy đó, tại sao thầy không dạy các thầy tu tứ chánh cần trước? Dạy thập thiện rồi thì lẽ ra thì phải dạy tứ chánh cần trước chứ, tại sao lại không dạy tứ chánh cần mà lại dạy tứ vô lượng tâm? Tại vì muốn mà dứt trừ được các pháp ác á, thì phải có tâm từ bi hỷ xả thì nó mới có dứt trừ được. Và dứt trừ được á, thì phải nuôi lớn những cái tâm nào, trao dồi những cái tâm nào để mới tăng trưởng được các pháp lành. Còn nếu mà không có tăng trưởng được các pháp lành á, thì làm sao mà pháp lành khởi sự ra được. Đó là những cái điều mà quan trọng, phải biết sắp xếp cái pháp nào tu trước, cái pháp nào tu sau, mà thầy từng nhắc đi nhắc lại trên cái con đường mà xây dựng cái giáo án này. Bởi vậy tứ vô lượng tâm là pháp lành cao nhất của đạo Phật, mà cũng là bài học dở lòng tuyệt thiện pháp cho tất cả loài người. Mình phải hiểu cái muốn mà dứt trừ các pháp ác á, thì phải học tứ vô lượng tâm, phải tu tập tứ vô lượng tâm là cái bài học dở lòng đầu tiên, mà là cũng là tuyệt đỉnh của thiện pháp cho tất cả con người ở trên thế gian này nếu muốn đi vào con đường của đạo Phật. Nếu ai chưa học pháp vỡ lòng này thì khó mà dứt bỏ 10 điều ác. Nghĩa là chúng ta nói như vậy mà chúng ta chưa có trao dồi được cái tâm từ bi hỷ xả thì chắc chắn là 10 cái điều này, điều ác này chúng ta khó mà dứt bỏ. Nhờ có trao dồi tứ vô lượng tâm, ta mới đủ sức thương yêu tất cả chúng sanh. Nhờ đó ta mới dứt trừ được tận gốc của ác pháp. Nếu ta xây dựng giáo án tu tập theo đạo Phật mà đặt sai vị trí pháp tu, thì cũng như người viết giáo trình học tập văn hóa thay vì lớp 1 đem đặt thành lớp 2. Vậy thì học sinh mới vào phải học lớp 2 làm sao chúng học được? Chưa biết ABC mà đã đọc chữ thì học như vậy có được hay không? Và tu như vậy có tu được hay không? Cho nên người viết giáo trình phải là người am hiểu, có nhiều kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Cũng vậy, nếu người soạn giáo án của đạo Phật mà không có thực hành, không có kinh nghiệm, thì giáo án ấy không thể áp dụng vào đời sống tu hành của tu sĩ được, vì không đem lại kết quả thiết thực cụ thể. Vì thế, đạo Phật bây giờ không có một giáo án tu tập, nên đời sống của tu sĩ ương ương gàng gàng, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Bởi vậy, sắp xếp lại những pháp môn tu hành của đạo Phật, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, là một công trình phải được xem là khó khăn nhất. Nếu sai đi, chỉ cần một chút cũng làm mất thời gian của người tu rất lớn, và cũng phí bỏ cả cuộc đời tu hành của họ, chẳng có ích gì cho chính bản thân họ, mà còn lại cho người khác đau khổ, tốn công, tốn của, tiêu phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt của đàn na thí chủ mà chẳng ra ma nào cả. Thì quý thầy thấy trên bước đường tu tập từ cái ngày mà thầy biết đạo đến giờ, vì không có cái giáo án thiết thực cụ thể từ bước thấp đến bước cao, cho nên nhìn chung các thầy huynh đệ cùng nhau chẳng ai ra ma nào cả. Đời thì chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, dở chết dở sống trên chiếc áo tu sĩ. Cười thì cũng cười chẳng được, mà khóc thì khóc cũng chẳng xong, cho nên cuộc đời tu hành lỡ dở. Ở đây quý thầy phải hiểu, những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp với tâm từ bi, bình đẳng, bác ái và luôn luôn đầy đủ trí tuệ, và lúc nào cũng phải đúng với chân lý của đạo Phật. Nghĩa là nói về pháp thiện thì chúng ta phải hiểu là nó luôn luôn phải hợp với tâm từ bi, bình đẳng, bác ái. Nó phải có thêm là trí tuệ, mà phải đúng với chân lý của đạo Phật.
Cho nên khi mà thầy dạy từ tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì thầy thấy hầu hết là có một số sai lạc rất lớn. Họ sai lạc rất lớn, cỏ họ không dám nhổ nữa, đi họ không dám đạp nữa. Đó là cái sai lạc rất lớn thứ nhất. Cái sai lạc thứ hai là họ đem cơm, đem thực phẩm họ, họ cho kiến, cho này kia ăn. Họ sai lạc nhiều cái sai lạc lắm. Họ không có biết được một cái gì, bởi vì trí tuệ con người sao mà nó mờ mịt, nó ngu đến cái mức độ thầy không có tưởng được. Cái môi trường của mình đâu phải là du tăng khất sĩ, thế mà họ làm như là họ du tăng khất sĩ. Họ tưởng tượng ra họ là thành như Phật rồi, cho nên từ đó họ không dám đạp cỏ, họ không dám nhổ cỏ. Mai mốt cái thất của họ nó như là cái đống rác. Bởi vậy cho nên khi chúng ta chưa phải là du tăng khất sĩ thì chúng ta phải từ từ tập. Tâm chúng ta đâu phải một ngày nó từ liền hay nó đi liền được, mà nó cả một quá trình tu tập, cả một thời gian dài. Chừng nào chúng ta biết chúng ta buông xả được không? Bây giờ trong thất chúng ta còn bao nhiêu đồ, chúng ta có dám quăng ném ra không? Thế mà chúng ta muốn làm ông Phật liền à? Đó là chúng ta muốn làm ông Phật ngay liền à? Thiệt là cái tâm tưởng tượng. Đó, thì chúng ta phải hiểu được cái hiện tại chúng ta đang sống ở trong cái chiếc áo này phải làm cái gì, tu tâm từ bi hỷ xả như thế nào cho nó phù hợp, cho nó đúng. Chứ bây giờ chúng ta ngay liền muốn không có đạp cỏ, không có giết cỏ, không có làm gì hết mà còn lấy cơm thiên hạ cho kiếm đồ ăn nữa, thì thử nghĩ quý thầy, nghĩ quý thầy như thế nào. Ông Phật nói ông ăn dư, ông đeo, ông bỏ ở đất trắng. Sự thật ra chắc chắn là ông Phật ông nghĩ của đàn na thí chủ mà mồ hôi nước mắt, chưa chắc đã ông xin thừa để mà ông đem bỏ đâu. Còn một chút ông cũng ráng ăn hết chứ ông chưa chắc bỏ đâu. Còn chúng ta nghe nói vậy ăn thấy nghe hơi no no bụng rồi mà cái đó bộ không ngon, thôi đem bỏ đi, phí của nàng na thí chủ đó. Chứ không phải là quý vị tưởng đó là quý vị bố thí cho chúng sanh đâu. Bởi vì chúng sanh nó có cái nghiệp riêng của nó mà, nó phải chịu khổ chịu sở là do cái nghiệp nó, chứ đâu phải là cần chúng ta bố thí. Cho nên khi mà chúng ta bố thí là làm cho chúng sanh mang thêm nghiệp nữa. Cho nên ông Ca Diếp nói mà, nếu mà bà cúng dường cho tôi thì bà được sanh vào cái sự đầy đủ hơn, mà tôi bố thí cho bà thì bà càng khổ sở hơn. Cho nên chúng ta nhận của bố thí là chúng ta lại nghèo khổ hơn. Mà người đời thì tưởng là bố thí được cái an lạc có một chút thôi, mà tiếp tục đó là cái sự nghèo khổ, tiếp tục khổ hơn nữa. Vì mình thọ của người ta, cho nên do gì vậy mà không thấy được. Mình đem mình cho con kiến ăn, con kiến nó lại khổ hơn nữa, nó lại săn ra những con khác vật nó nhỏ hơn nữa, đói khổ hơn nữa. Chứ đâu phải mình làm như vậy là nó no đâu. Nó no có một chút đó mà nó nợ của người ta biết bao nhiêu. Quý thầy tưởng làm cái điều đó là quý thầy từ bi, nhưng mà không ngờ là quý thầy đã giết nó thêm một cái kiếp khác nữa. Hôm nay thầy nói như vậy để cho quý thầy biết rằng tu tứ vô lượng tâm như thế nào đúng, như thế nào sai. Tưởng là giảng như vậy quý thầy đã hiểu được cái vai trò, cái hiện tại của cái thân phận của mình là như thế nào. Mình có phải thành Phật được chưa? Bởi vậy lời nói là một lẽ mà hiểu đạo là một lý, không thể nào mà hiểu sai như vậy được. Nếu không có thầy nhắc đi nhắc lại thì chắc chắn là quý thầy đã lầm lạc trong cái sự hiểu biết này. Thầy xin nhắc lại, ở đây quý thầy phải hiểu những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp với tâm từ, bi, bình đẳng, bác ái và luôn luôn đầy đủ trí tuệ. Quý thầy nhớ đầy đủ trí tuệ, từ bi bác ái phải đầy đủ trí tuệ, và lúc nào cũng phải đúng với chân lý của Đạo Phật. Nó phải áp dụng đúng với chân lý của Đạo Phật, tức là đúng cái thời gian và không gian, cái thời điểm của nó phải ứng dụng cái gì. Chứ quý vị ứng dụng cái cách đó là quý vị ứng dụng sai, không có đúng cách. Cho nên làm sao mà đạt được cái đạo giải thoát này? Nó khéo léo, nó thiện xảo mà áp dụng pháp nó và cái đời sống của mình đúng cái lúc đó, đúng cái thời điểm đó thì nó mới có kết quả nó. Nếu không đúng chân lý của Đạo Phật thì được xem đó là điều ác đó. Thí dụ như quý thầy đem cơm đem này kia bỏ cho kiến, không dám đạp trên cây cỏ, không dám quét, đi lúng túng làm như là cái người cúng vậy, thì như vậy là quý thầy đã là cái sai của quý thầy rồi. Cái tu đó là cái tu sai rồi, chứ đâu phải là cái tu đúng. Cho nên đó là thiếu trí tuệ, nó không đúng được cái chân lý của Đạo Phật rồi. Cái đó là cái sai rồi. Thì được xem đó là những hành động, đó là những hành động ác, làm cho người ta thêm khổ nữa, làm cho người ta chuyển kiếp qua những cái nợ nần người ta nữa. Vì Đạo Phật gọi là đạo từ bi, thiếu từ bi là ác pháp, mà từ bi đúng cách nó mới đúng, mà từ bi không đúng cách là ác pháp. Nếu quý thầy hiểu ở chỗ đó, nếu mà quý thầy thực hiện từ bi mà từ bi không đúng cách là ác pháp, quý thầy cứ đem cơm đem gạo cho người khác, tức là quý thầy sẽ làm cho người ta đói khổ thêm, chứ chưa hẳn đã hết. Vì đó là cái nợ mà.
Như chúng ta đã được biết, có ba nơi hành động xuất phát thiện hay ác, tức là xuất phát phát hiện. Như hồi nãy thầy đã nói, có ba nơi hành động trong thân của chúng ta mà nó xuất phát pháp thiện hay pháp ác ở đó, để chúng ta biết nó mà chúng ta trao dồi những cái hành động đó chứ. Còn nếu mà không biết thì chúng ta làm sao mà trao dồi nó được, hay tu tập ở trong cái hành động đó, nó không phải thường. Cho nên ở đây thầy đã nói nó có ba nơi hành động. Vậy thì ba nơi đó ở đâu? Ba nơi đó ở chỗ nào? Một là ý hành. Ý hành là cái ý mình suy nghĩ ở trong đầu của mình đó, đó là cái ý hành. Hai là khẩu hành. Hai là cái miệng mình hay nói đó, hay nói lép chép đó, đó là cái khẩu hành đó. Ba là cái thân hành. Thân hành của mình là đi, đứng, nắm bắt, nằm ngồi đó, đó là cái thân hành của mình đó. Thì đó là có ba cái chỗ mà nó lưu xuất thiện pháp ác pháp ở chỗ đó. Như vậy thì chúng ta phải biết được ba cái chỗ mà nó xuất phát đó. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng ý hành là nơi trung tâm xuất phát điều lành, điều dữ. Cái trung tâm đó là cái trung tâm nó xuất phát, nó sai khiến cái miệng, nó sai khiến cái thân của chúng ta làm. Nhưng mà cái ý hành đó là cái trung tâm xuất phát, nó điều khiển, nó chỉ huy đó. Nói cho đúng, ý hành là bộ chỉ huy các pháp ác cũng như các pháp thiện. Nghĩa là cái ý hành của chúng ta nó là bộ chỉ huy. Khi còn vô minh thì nó chỉ huy làm các điều ác. Đó. Khi mà mình vô minh, mình mê mờ thì nó chỉ huy, nó chỉ huy thì mình cứ cho đó là tốt, là đẹp, là hỷ, là khả ái, hay khả hỷ, khả lạc, là thích, là thú. Cho nên làm những cái điều ác mà không thấy. Cho nên đó là cái vô minh. Cho nên khi vô minh á, thì cái ý hành nó chỉ huy các thầy làm các điều ác mà các thầy không hay biết gì hết. Khi nó đã minh, tức là nó đã hiểu rõ rồi, thì nó chỉ huy làm các điều lành. Cũng như bây giờ chúng ta hiểu tứ vô lượng tâm nè, chúng ta hiểu 10 điều ác, 10 điều lành nè, đó là chúng ta minh rồi đó. Phải hiểu chữ minh và chữ vô minh. Minh là mình đã hiểu rõ cái nào ác, cái nào thà lành, cái nào đúng, cái nào sai, mình đã hiểu rõ, nó gọi là minh. Bây giờ đó cái ý hành của chúng ta bắt đầu nó điều khiển để làm các điều lành. Mà vì mình đã minh rồi cho nên mình làm các điều lành là đúng lành, nó không sai. Còn khi mà mình chưa có minh thì nên mình làm các điều ác mà mình cứ tưởng nó là lành. Cũng như mình đi ăn trộm ăn cắp, mình có tiền có của về nuôi vợ nuôi con thì mình tưởng là lành, vợ con mình được êm ấm, không ngờ là người ta mất của, người ta khổ. Đó là mình cứ ngỡ tưởng là mình lành, không ngờ là điều đó điều ác. Nó thì đó là gọi là vô minh. Còn cái minh là mình không làm khổ mình, khổ người. Đó là pháp thiện. Vì thế chúng ta bắt buộc bộ chỉ huy phải tập huấn 10 điều dữ, 10 điều lành. Nghĩa là bắt buộc nó phải học tập đó. Tức là bắt cái ý thức của chúng ta phải học tập cho nó biết cái nào là lành, cái nào là dữ. Đó, vậy đó, phải bắt buộc nó phải tập huấn đó, cho nó học tập, cho nó biết rõ. Còn nếu mà không bắt buộc cái ý hành của chúng ta mà nó học tập thì nó chỉ quy tầm bậy, nó chỉ quy sai, nó đưa đến chúng ta nhiều điều đau khổ. Và còn phải huấn luyện quân đội trao dồi tứ vô lượng tâm để áp dụng chiến đấu với mặt trận lành và dữ. Đó, mình bây giờ mình phải trao dồi được cái tâm của mình nữa. Mình ý thức của mình là đã minh rồi đó, đã hiểu rồi, nhưng mà phải huấn luyện bốn cái tâm vô lượng của chúng ta. Chứ nếu mà không huấn luyện trao dồi bốn cái tâm vô lượng này thì chúng ta lấy đâu mà chiến đấu với mặt trận lành dữ này được. Đó, thì chúng ta thấy cả một mặt trận mà để mà chúng ta mở màn cho một cuộc chiến trận đánh cái mặt trận lành dữ ở trong cái cuộc đời của chúng ta, để chúng ta trở thành những con người chiến thắng. Bây giờ chúng ta cũng cần phải biết nội dung của tứ chánh cần. Nghĩa là hồi nãy đến giờ đó mình đã học biết nó như vậy rồi, nhưng mà mình cần phải xem xét cái nội dung của tứ chánh cần như thế nào. Để giải rõ ra, nãy thì đại khái cho chúng ta biết là có bốn cái phần, nhưng mà chưa có giải rõ ra. Còn bây giờ thì chúng ta phải giải rõ ra cái nội dung của cái tứ chánh cần cho nó rõ ra. Hồi nãy thì khái lược cái bốn cái nội dung đó. Một, siêng năng cần mẫn ngăn ngừa điều ác chưa phát sanh. Đó là đại khái đó như vậy. Bây giờ mình giải thích ra cho nó rõ ra cái đại khái đó như thế nào. Nơi ý hành lúc khởi ác, lúc không khởi ác. Nơi cái ý hành của chúng ta lúc thì nghĩ cái ác, lúc thì không nghĩ cái ác. Ta biết làm sao ngăn cho được. Mà trong kinh dạy ngăn ngừa những điều ác, hầu hết các kinh sách giảng đến đây không thấy pháp hành, chỉ nói ngăn ngừa, ráng giữ gìn. Ngăn ngừa và ráng giữ gìn thì tâm không hình sắc, lại không có dây dàm, làm sao mà nắm giữ nó được.
Cho nên lời nói ngăn ngừa và ráng giữ gìn là lời nói xương. Muốn ngăn ngừa và giữ gìn, không có ý hành ác pháp, thì phải áp dụng tu tập cao dồi tâm bằng pháp, tu bằng tâm pháp, bằng hai pháp. Nghĩa là khi mà chúng ta muốn cao dồi về cái phần mà ngăn ngừa và giữ gìn này đó, thì chúng ta phải, bởi vì ngăn ngừa và giữ gìn, thì chúng ta phải cao dồi bằng cái hai cái pháp. Một là tùy pháp, hai là hướng pháp. Đó, mình phải dạch ra cho nó rõ để mình biết cách sắp hành như thế nào thì mình mới hành. Chứ bây giờ nó hướng pháp không thì quý thầy cũng không biết, mà nó tùy pháp không thì quý thầy cũng không biết, mà tùy pháp không thì không đủ, mà hướng pháp không thì cũng không đủ. Cho nên ở đây chúng ta phải câu hữu lại hai cái pháp này để mà chúng ta tu tập, để trao dồi, để mà đoạn dứt cái pháp ác mà tăng trưởng cái pháp lành. Nó thì tùy pháp là như thế nào mà hướng pháp như thế nào, tùy pháp là pháp tu tập như thế nào mà hướng pháp tu tập như thế nào, để nói rõ ra để cho chúng ta biết được cái pháp tùy pháp hướng như thế nào. Tùy pháp là phải nương theo cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy đó. Thì bây giờ có cái pháp sẵn mình mới tùy theo, còn giờ chưa pháp làm sao tùy à, các thầy phải hiểu chỗ đó. Đó thì như vậy là chúng ta đã được Phật dạy những cái pháp nào thì chúng ta phải tùy theo cái pháp đó, tức là theo cái pháp đó mà nương theo cái pháp đó mà chúng ta tu tập hàng ngày, trao dồi mình theo cái pháp đó, thì đó là có cái pháp để chúng ta trao. Để hàng ngày theo cái lý đó mà trao dồi các hành thân khẩu ý của mình để ngăn chặn các pháp ác không cho sanh. Ví dụ Phật dạy pháp tứ vô lượng tâm mà thầy vừa dạy đã học và đã trao dồi tâm mình để cho tâm của quý vị phát sanh lòng từ bi hỷ xả. Khi tâm này đã phát sanh thì tâm của quý vị không còn khởi ác pháp. Nghĩa là khi mà quý vị đã tu tập mà bốn cái tứ vô lượng tâm này thì các ác pháp không còn khởi sanh ở trong đó nữa. Cái hành động hàng ngày mà quý vị trao dồi tâm từ bi hỷ xả là cái hành động ngăn ngừa giữ gìn các pháp ác đó. Cái hành động mà mình trao dồi cái tâm thương yêu của mình đó, cái tâm buông xả của mình đó, tâm vui theo đó, thì cái đó là cái hành động ngăn ác. Bởi vì mình có thương yêu thì mình mới không có làm cho người ta đau khổ. Cho nên đó là cái hành động ngăn ác, mình biết đó là ngăn ngừa. Vậy cho nên ở đây nó ngăn ngừa, mà nói danh từ xương thì chúng ta biết cái gì ngăn ngừa. Nếu mà chúng ta không trao dồi cái tâm từ bi hỷ xả thì làm sao chúng ta ngăn ngừa được? À, quý thầy thấy rõ. Bởi vì cho nên thấy rõ như vậy chúng ta mới biết đó là cái pháp ngăn ngừa. Tức là quý vị dứt bỏ các pháp ác hay nói một cách khác là đoạn dứt các pháp ác nơi tâm của quý vị. Nghĩa là cái tâm từ bi hỷ xả của mình có rồi thì tức là mình đoạn dứt các pháp ác. Đó là đoạn dứt nó đó. Bởi vậy Phật dạy các pháp ác cần phải dứt bỏ, đoạn trừ. Ở đây lộ trình của người cư sĩ, của người tu sĩ cần phải trao dồi tâm mình trong pháp môn tứ vô lượng tâm, thì đó là pháp dứt ác tăng trưởng pháp lành. Chớ không phải tứ chánh cần. Nghĩa là bắt đầu chúng ta trao dồi cái tâm tứ vô lượng tâm của mình đó, đó là mình đã ngăn ngừa cái tâm ác của mình đó, tức là không có cho nó phát sinh ra, thì đó là tứ vô lượng tâm. Còn tứ chánh cần á, là chúng ta dùng nó để mà đoạn dứt. Nhưng trong tứ chánh cần nó còn có cái pháp ngăn ngừa, chứ không phải là chỉ riêng có tứ vô lượng tâm mới ngăn ngừa mà thôi. Đến đây thầy sẽ giảng thêm để cho quý thầy thấy rõ cái điều mà quý thầy cần phải rõ tứ chánh cần và tứ vô lượng tâm. Chứ nếu mà không giảng chỗ này thì quý thầy tưởng tứ vô lượng tâm nó tu cái góc độ của tứ vô lượng tâm nó không ăn nhập gì với tứ chánh cần không? Không phải đâu. Nó tứ vô lượng tâm là cái pháp để ngăn ngừa các pháp ác. Chúng ta phải hiểu như vậy mới đúng. Và tứ chánh cần nó có những cái pháp ngăn ngừa riêng của nó nữa. Chứ không phải tứ chánh cần nó không có pháp ngăn ngừa đâu. Nó có cái pháp ngăn ngừa. Và nó có cái pháp đoạn dứt của nó nữa. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật nhắm xây dựng cho chúng ta đi trên con đường thiện. Cho nên hoàn toàn chúng ta dứt ác để tâm chúng ta tịnh, do đó mà chúng ta chỉ mà chúng ta làm chủ được sinh tử luân hồi, chứ không phải là chúng ta ức chế tâm. Chúng ta phải hiểu được cái đường lối của đạo Phật. Ngồi đó mà chống khu ức chế tâm đó là cái tu điên, tu sai, tu không đúng. Nếu ngồi nhiều á mà không chịu đi kinh hành á, đó là tu điên, tu khùng.
Đến đây quý thầy thấy rõ từ vô lượng tâm và tứ chánh cần là như hai anh em song thai, là hai cánh tay, tay mặt và tay trái. Nếu thiếu một tay thì không làm nên việc được. Có pháp tứ vô lượng tâm mà không có tứ chánh cần thì đương nhiên ta tu hành còn thiếu lớn, còn thiếu khuyết lớn. Đó, cho nên thầy xếp hai cái pháp môn này nó đứng gần ở bên nhau để chúng ta thực hiện được cái pháp thiện. Còn nếu mà xếp nó vào các pháp khác thì nó không thể đúng được. Tứ chánh cần là bốn pháp bắt buộc chúng ta tu hành phải siêng năng cần mẫn, luôn luôn tu tập không được bỏ qua, cho nên gọi nó là chánh cần, tức là siêng năng. Trong chánh pháp thiện diệt trừ tà pháp ác, nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta khi mà tu tới chánh cần nó còn siêng năng hơn là tứ vô lượng tâm nữa. Nghĩa là nói cần tức là chánh tinh tấn đó. Bởi vậy khi mà Phật nói tấn lực thì tức là nói tứ chánh cần đó là tấn lực. Cho nên nói về cái pháp mà siêng năng nhất ở trong các pháp của Phật thì phải nói tứ chánh cần là cái pháp siêng năng nhất. Mà siêng năng nó mới diệt được cái ác, nó mới dứt trừ được cái ác, nó mới tăng trưởng được cái thiện. Còn nếu không siêng năng đó, thì nó không dứt trừ được ác mà nó không tăng trưởng được thiện. Và vì vậy cuộc đời chúng ta tu cũng chỉ hoài công thôi. Cho nên cái pháp này gọi là pháp chánh tinh tấn. Ở trong cái nẻo mà bát chánh đạo thì cái chánh tinh tấn thì nó nằm ở trong cái tứ chánh cần này. Nếu mà người mà siêng năng mà hàng ngày mà tu luyện mình để dứt ác mà tăng trưởng thiện thì cái người này gọi là chánh tinh tấn, chứ không phải là chánh tinh tấn mà ngồi nhiều hoặc là ngồi thiền nhiều, nhiếp tâm nhiều là chánh tinh tấn đâu, hay hoặc là ngồi nhập định nhiều là chánh tinh tấn đâu. Chánh tinh tấn là dứt ác mà tăng trưởng thiện, đó là chánh tinh tấn. Cho nên ở đây thầy giảng từ cái pháp này nó có truyền leo qua những cái pháp khác để chúng ta hiểu được Phật pháp, cái đúng cái sai của nó, chứ không khéo thì chúng ta chưa có biết ở chỗ nào. Tứ chánh cần có pháp tu riêng, không phải trao dồi tâm mình như tứ vô lượng tâm. Nó thầy nhắc lại cho quý thầy thấy rằng tứ chánh cần thì nó cũng phải có pháp tu riêng của nó, chứ không phải là nó chỉ có ở trong cái pháp tứ vô lượng tâm đâu, nó có cái sự riêng của nó. Đến đây bây giờ nó cũng gần hết giờ rồi, chúng ta nghỉ. Thầy tiếp tục cái bài giảng buổi sáng để cho các con nghe lại cái băng, và đồng thời thì thầy cũng nhắc cho mấy con trên cái bước đường tu tập, trước khi mà nhắc á thì thầy cũng muốn để cho các con nghe lại những cái gương hạnh của cái những bậc cao tăng, những bậc thánh tăng trong cái thời của Đức Phật, để lấy cái đó làm cái gương tu tập cho chính mình. Và cái bài tứ vô lượng tâm thì chúng ta cũng đã kết thúc, cho nên để kết thúc cái bài tứ vô lượng tâm ở bên nữ, thầy nhắc lại cái gương của những vị thánh ni nữ như ngài trưởng lão bà Badia Mavati, bà tu định vô lậu và quán bất tịnh. Bà có ghi lại một bài kệ: sau khi tu cái định vô lậu, bà đã chứng đạt được tam minh, thành độ được sự giải thoát. Qua cái bài kệ đó thầy đọc cho các con nghe. Bà nhắc lại cái công trình tu tập của mình: ta tu định vô lậu từ đầu tóc trở xuống, từ bàn chân trở lên, hãy quán xét thân này. Thân này thật bất tịnh, thật hôi hám thối tha. Ta an trú như vậy, mọi tham dục nhổ sạch, phiền não được đoạn trừ, ta mát lạnh tịch tịnh. Đó là chỉ cho cái trạng thái giải thoát của chính bà. Nghĩa là bà tu cái định vô lậu như thế nào? Bà bắt đầu từ ở trên tóc của bà đó, ở trên đầu của bà quán sát, bà đặt cái niệm cái bất tịnh ở trên cái thân của bà, rồi bà quán sát từ ở trên đầu của bà ngồi kiết già, bà thẳng lưng, rồi bà nhìn, bà tưởng ra bà nhìn cái đầu của bà trở nhìn trở xuống, rồi tứ dưới ở bàn chân bà mới nhìn trở lên, bà quán sát lên xuống như vậy, bà xem coi có cái gì là nó sạch, nó thơm tho, nó quý báu, mà tại sao bà lại chấp cái thân bà dữ vậy. Cho nên bây giờ đó thì bà mới quán sát cái thân của mình, thì bà thấy cái thân này rõ ràng là từ ở dưới, từ
tựa trên đầu tóc của mình, tóc gì tóc của mình nó sạch, chứ sự thật ra nó là bất tịnh, nó rất là dơ. Rồi cho đến dưới bàn chân của bà, từ cái da chân cho đến cái gì đi nữa nó rời ra thì nó cũng hôi thối. Mà bà sẽ quan sát như vậy, rồi bà quan sát từ dưới chân lên tới đỉnh đầu, bà thấy cái thân này rõ ràng là bất tịnh, thật là hôi thối, không có cái gì mà không hôi thối. Quăng nó ra một miếng thịt hoặc cái móng tay của mình ra rồi thì thấy nó quá là bẩn thỉu. Cho nên bà an trú ở trong cái thân mà bẩn thỉu như vậy đó, thì mọi cái lòng mà ham muốn của bà đó, bà nhổ sạch ra hết, bà không còn ham muốn nữa. Cho nên từ cái nhổ sạch cái lòng ham muốn đó, cái phiền não bà nó đoạn dứt, bà không có còn phiền não nữa. À, do đó, đó bà đã được cái sự giải thoát. Vì vậy chỉ có cần một cái định vô lậu mà người ta được giải thoát. Vậy thì trong khi mà tu cái định vô lậu đó, thì ở đây thì chưa có đến cái giai đoạn lộ trình thứ hai của cái người tu định vô lậu như thế nào. Nhưng thầy cũng có dạy các con để tu tập cái định vô lậu rồi, để quét sạch những cái tâm phiền não của mình đó. Thường là mình ngồi mình quán, rồi mình dùng pháp hướng, mình nhắc để mình đoạn trừ nó, mình diệt trừ cái lậu hoặc. Nhưng đến khi giảng thì thầy sẽ dạy rõ hơn về cách thức tu tập như thế nào cho đúng cách để nội cái định vô lậu không, thì quý thầy các con cũng thấy được cái sự giải thoát, chứ không phải cần mình nhiếp tâm ở trong hơi thở. Tại sao vậy? Tại vì hàng ngày chúng ta hay dùng cái pháp hướng, mà cái pháp hướng đó đó, cái pháp hướng tâm đó, là như cái lý tác ý đó, là cái pháp dùng cái sức lực của tinh thần của chúng ta. Ví dụ như các con nghe nói mình dùng cái câu nào đó, ví dụ như cái tâm mình hay tham hay sân hay hay là nó hay nó thiếu lòng từ bi, do đó mình đặt ra cái tâm đó, không có sân nữa, từ đây phải chấm dứt. Mình chấm dứt thì khi mà mình bảo nó phải thì mình ngưng lại, chấm dứt, mình ra lệnh như vậy, thì cái sức mà dồn cái hơi để mình tống nó ra như vậy, đó là cái lực của tinh thần. Cái lực của tinh thần mình rất mạnh. Và khi mà cái pháp hướng nó thành tựu rồi, mà cái tâm của quý vị đã nhổ sạch cái phiền não, cái lậu hoặc đó, thì cái tâm nó thanh tịnh rồi, thì lúc bây giờ cái pháp hướng đó, dồn cái lực mà pháp hướng đó, thì mình có hướng tâm mình nhắc thế này: các hành trong thân ngưng, và cái hơi thở phải ngưng. Thì lúc bây giờ nó nghe theo cái lời truyền lệnh của chúng ta thì nó ngưng liền. Nó ngưng liền thì lúc bây giờ chúng ta có cần gì mà phải ngồi hít thở đâu. Tức là lúc bây giờ chúng ta nhập tứ thiền. Mà nhập tứ thiền cái thân nó ngưng thì tức là nó định. Nó định thì nó định ở trên cái tâm thanh tịnh của nó. Cho nên từng đó chúng ta hướng tâm đến tâm minh rất dễ dàng và giải thoát. Nó thì chúng ta chỉ tu có bao nhiêu đó mà chúng ta cũng vẫn thấy là sự giải thoát rồi. Chứ đâu cần phải ngồi hít thở, mà hít thở mà khi tâm quý thế của các con luôn luôn lúc nào cũng bị động, lúc thì phiền não, lúc thì giận hờn, lúc thì đau khổ, mọi chuyện nó đều làm cho các con cái tâm ri rứt đủ thứ hết. Mà như vậy thì bây giờ các con có bảo cái hơi thở ngưng không, hoặc là bảo như thế nào nó có ngưng không, hay là nó tưởng ngưng chứ không phải là nó ngưng. Nó làm những cái mà chúng ta đã lầm lạc tu sai. Vì Phật dạy tịnh chỉ, tịnh là thanh tịnh, mà thanh tịnh thì tức là lậu hoặc nó phải hết, phiền não nó không còn, nó không còn giận hờn, phiền não nó không còn khóc trước mướn nữa. Do đó nó không còn những cái lỗi lầm, cái lỗi ác, lỗi này kia, nó không còn ở trong các pháp ác, nó toàn là ở trong pháp thiện. Mà bây giờ thì các con thì hoàn toàn là coi như là ở hoàn toàn là ở trong pháp ác. Hở một chút đó thì có phiền não, có đau khổ thì pháp ác rồi, đâu có còn là pháp thiện được. Cho nên cái tâm thì nó còn dính dấp ở gia đình tình thương này tình thương kia, nó trăn trở đủ cứ thứ mà nó không có lìa ra được. Mà bây giờ bảo cái hơi thở ngưng thì làm sao nó ngưng? Các con thấy phải chi người ta nói rằng mình bảo nó ngưng mà cái tâm mình nó còn ham muốn cái này kia mà bảo ngưng được á, thì cái đó nó dễ rồi. Nhưng mà Phật dạy cái tâm phải hết ham muốn, cái tâm phải ly dục, ly bất thiện pháp, không còn ác pháp thì mới điều khiển nó, mới bảo nó được. Còn bây giờ cái tâm mình còn ê chề như vậy mà mình bảo làm sao bảo được. Đó là những cái mình tu chưa có đúng cái đường lối của Phật, cho nên mình không có đạt được cái chỗ tu tập. Đây thầy thuật lại một vị ni nữ mà trong cái thời của Đức Phật đã có tu hành như thế nào, trong khi tuổi già sức yếu mà vẫn đạt được cái định vô lậu. Bà Sita gần 70 tuổi bà mới được theo Phật tu hành, thân già yếu mệt mỏi bà cố gắng tu tập định vô lậu. Bà đâu có làm sao bà nhiếp thở hơi thở được, bởi vì nhiếp thở hơi thở như quý con bây giờ đó thì nó lại mệt. Cho nên bà chỉ ngồi bà đặt cái niệm trước mặt mà quán vô lậu để bà phá sạch cái lậu hoặc. Cho nên bà viết cái bài kệ như thế này: dầu ta có mệt mỏi, bệnh hoạn quá yếu đuối, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi, với đại y dắt ngang, với bình bát lộn ngược, ta dựa mình tảng đá, phá tan khối si ám. Đó, phá tan khối si ám là cái lậu hoặc đó, cái tham sân si của mình đó, cái ngu si, cái phiền não đau khổ đó,
mà phá tan được cái đó thì cái tâm tịnh bà thành tựu được đạo giải thoát. À, cũng là một cái định vô lậu. Thì các con thấy người ta tu có cái định vô lậu mà người ta được giải thoát, mà người ta già tới 70 tuổi rồi, chứ đâu phải còn nhỏ nhoi nhoi gì, người ta đâu có cần dùng hơi thở đâu, nhưng mà người ta vẫn làm chủ được cái hơi thở. Này, dù ta có mệt mỏi, già tới 70 tuổi mà bệnh hoạn nữa, làm sao không mệt mỏi? Bệnh hoạn quá yếu đuối, bà quá yếu đuối, dựa trên gậy ta đi. Nghĩa là bà xin Đức Phật vào xuất gia rồi, thì các con biết bây giờ các con thì như già như cô Huệ Ân thì đâu có đi xin, phải không? Còn bà đó 70 tuổi rồi, bà phải chống cây gậy gì, đâu có ai xin cơm cho mình đâu, bà phải tự xin ăn, mà đâu có ai nấu cơm sẵn cho mình ăn đâu, phải băng tứ đúng giờ đó, phải chống cây gậy đi ra ngoài chợ đó, để mà ra ngoài chỗ đó người ta mới cho, ta cho đủ rồi bưng về. Bưng về thì phải trèo núi, cho nên bà phải leo lên trên đỉnh núi á, chứ không phải ở dưới đâu, già cả mà còn phải đi lên dốc núi như vậy đó. Thì giới đại y dắt ngang, dắt ngang như thế nào, cái y thầy đây là dắt xuôi đó con, dắt ngang là nó dài vậy cái rồi thấy cần cổ vậy thầm xuống vậy, như dắt cái khăn vậy đó, gọi là dắt ngang, đặng trèo mới được chứ không mà dắt như vậy đi té sao, kêu là dắt ngang đó. Dắt là như cái khăn mình dắt cổ vậy nè, kéo xuống hai thầm xuống vậy nè, nó gọi là dắt ngang. Với bình bát lộn ngược, bình bát mang đây mà nó lộn ngược, bị trèo núi nó phải lộn ngược cái bình bát nó, cái miệng bát nó xong lận lận cái xuống chứ sao. Nó thì các con thấy cái cách vất vả không, nhưng mà khi đến chỗ rồi thì bà giữa mình vào tảng đá mà ngồi đó bà đặng niệm đó, cho nên bà phá tan được cái khối chi ác, vì lậu hoặc nó sạch rồi đó. Các con thấy những cái gương hạnh già yếu nhẹ mà người ta nỗ lực, người ta phá những cái si ám đó, người ta thấy đó là những cái lậu hoặc, cái khổ của đời người. Cho nên người ta quét sạch. Quét sạch thì tức là khi mà quét sạch thì phải dùng cái gì các con biết không? Dùng pháp hướng, tức là ám thị đó. Mà pháp ám thị nó đâu có dùng cái gì đâu, mà mình chỉ nhắc thôi chứ nó gì đâu. Các hạn là bây giờ các con bảo nè, hơi thở ngưng, các con có nín không? Hay là bảo rồi các con nín, cái kiểu đó là sai. Mình chỉ ra lệnh nó thôi, nó nín không nín thì kệ nó, mình cứ thở đi, mình thở bình thường nhưng mình thở, nhưng mà mình ra lệnh đó, phải không các con? Khi mà ra lệnh nó, mình ra lệnh riết nó cái hiệu quả, tới chừng hiệu quả rồi bảo với nó luôn. Nhưng mà nó hiệu quả đó là do cái tâm của mình thanh tịnh. Bây giờ đó mình còn phiền não, còn giận hờn gì đó, mình cứ hướng mình nhắc cái tâm phiền não nó phải dứt, vì phiền não là khổ. Hoặc là mình quán cái thức cái phẩm ăn, mình thấy mình thích thú cái ăn, mình quán nó bất tịnh, mình thấy cái thân này mình còn chấp cái ngã, cho nên mình giận hờn, cho mình quán vô thường khổ không có ngã. Đó là những cái định mà lậu hoặc để quét sạch những cái này. Mình thấy tâm, trong tâm trạng mình còn thấy nhớ thương hoặc là có những cái phiền não gì thì mình biết cái mầm móng của lậu hoặc, cho nên từ đó mình phải quét sạch nó, chứ không có được để nó. Do mình để nó thì tức là nó quân tập những cái lậu hoặc khác nữa, nó nhiều ra nữa, thì làm sao mà cho hết được. Chẳng hạn nào cứ ngày mình thêm cái giận chút, ngày thêm giận chút, thì cái lậu hoặc càng ngày nó càng tăng. Do đó vì vậy mình càng ngày phải xả xuống chứ, xả xuống bằng cái pháp hướng của mình, rồi bằng cái thao dồi tứ vô lượng tâm của mình, đó là hai cái gương hạnh rồi. Bây giờ đến một cái gương hạnh nữa, cũng là một cái người phụ nữ cũng già yếu rồi đi tu theo Phật, bà Mestika, cũng tuổi già yếu, bà bỏ cả gia đình, sản nghiệp và con cái theo Phật tu hành, tới 70-80 tuổi rồi mà người ta ngộ được cái lý của đạo Phật rồi, người ta thấy cái đời khổ quá, từ nào có chồng có con có này kia rất là khổ, cho nên vì vậy mà bây giờ tới già rồi bà cũng vẫn sinh Phật theo tu được. Vì khi mà có cái tăng đoàn của nữ thì Đức Phật chấp nhận cho phụ nữ vào tu hết, già cả gì cũng cho tu hết, cũng như thầy bây giờ già cả gì thầy cũng cho tu hết. Nhưng mà các con thì không ráng tu, không có sống cho đúng những cái hạnh độc cư, hoặc là sống cho đúng xả hết cái tâm. Còn hồi xưa xong các bà sao mà giỏi quá, họ đi tu cái họ bỏ hết, chồng con bỏ hết, tất cả những sản nghiệp bỏ hết. Các con sẽ nghe những cái bài kệ của các bà, các con thấy các bà nói rất là chí lý lắm. Đây cái bài kệ của bà này: dầu ta có đau đớn, sức yếu tuổi trẻ qua, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi, với đại y dắt ngang, với bình bát lộn ngược, ta ngồi trên tảng đá, tâm ta được giải thoát, ba minh chứng đạt được, thành tựu lời Phật dạy. Thì các con thấy người ta tu có cái định vô lậu không? Bởi mấy người già này người ta không tu cái định hơi thở nổi đâu, bởi vì hít thở nó khó lắm. Còn cái tu cái định vô lậu thì chỉ đặt cái niệm trước mặt, ngồi viết già hẳn hoài đàng hoàng, rồi quán xét, từ đó phóng ra cái tia kiếm theo dõi quán xét cả thân tâm, phá vỡ những cái tâm ham muốn. Mình thấy còn một chút gì mà mình còn thương, còn ghét, còn này kia, còn nhớ con, nhớ cái, nhớ nhà, nhớ cửa, thì ngay đó là đặt cái niệm ngay chỗ mặt trước mặt là quán quét sạch, đập nó xuống hết, không có còn để cho cái niệm đó nó len lỏi trong đầu, tức là phá lậu hoặc đó. Thí dụ như bây giờ các con á, các con có gia đình nè, có con cái nè,
có cháo chích nè, có nhà cửa nè, có tài sản của cải nè, bây giờ ngồi tu, thỉnh thoảng nó cái niệm của mình nó nhảy ra những cái gì, mà cái niệm nhảy ra tức là cái thương nhớ, cái ghét của mình nó còn đó, cho nên đặt cái niệm đó ra mà quét sạch. Đó thì những cái hôm nay thầy dạy cho các con nó thực tế để mà tu cho cái tâm nó thanh tịnh, cho nó hóa đi những cái chướng ngại trong tâm để giải thoát hoàn toàn. Bà Sangita thì bà nói lên cái bài kệ của bà, trong khi bà cũng tu cái định vô lậu mà đạt được cái sự giải thoát. Bà nói bài kệ: bỏ gia đình xuất gia, bỏ hết cái gia đình bà đi tu. Ta từ bỏ con cái, từ bỏ gia súc quý, nghĩa là bà cũng nuôi gà nuôi vịt, chắc bà cũng mến nó lắm đó, cho nên bà nói quý đó. Từ bỏ tham sân si, còn đối với vô minh ta sống hạnh diễn ly. Nghĩa là ở chỗ này các con nhớ, còn đối với vô minh là những cái không có rõ, không có hiểu đó, cho nên bà phải sống cái hạnh diễn ly. Sống hạnh diễn ly là sống gì các con biết không? Vì vô minh á, mình đứng đối trước tất cả các mọi người đó, mình không có sáng suốt, mà không sáng suốt người ta nói cái nó giận, nó hờn, phiền não liền. Cho nên bà phải sống diễn ly để mà đối trị với tâm vô minh mình được, tức là không có sống gần ai hết, là không có chuyện gì xảy ra thì đâu còn có sự vô minh, không các con, phải không? Cho nên bà sống một mình, bà sống diễn ly, không có chơi chung ai hết, cho nên bà diễn ly tất cả hết thì cái vô minh nó đâu có, bởi vì nó không có đối tượng, cho nên nó không làm tâm bà chướng ngại. Vậy bà nỗ lực bà sống độc cư, bà không nói chuyện ai hết, cho nên bà cắt ly được cái duyên vô minh, cái vô minh lậu đó, cho nên tâm bà không chướng ngại. Từ đó lần lượt cái tâm nó thanh tịnh, bà quán vô lậu, bà quét sạch cái ngã chấp, cái kiến chấp của bà trong tâm, cái thương ghét của bà quét sạch ra. Nhờ cái hạnh diễn ly đó mà bà đã quán được cái vô lậu mà bà thành tựu. Còn các con thì cứ nay chuyện này mai chuyện khác thì cái vô minh nó càng tràn trề, mà hãy vô minh ra thì các con thấy gì? Phiền não đau khổ đủ thứ hết, phải không? Các con thấy cái sự vô minh mình chưa? Còn nếu mình không vô minh thì mình làm sao mình đau khổ phiền não được? Vì có vô minh cho nên mình khổ, cho nên mình sống độc cư, diễn ly đó là mình sống vô minh, mà mình phá trừ cái vô minh. Sau khi chinh phục được đoạn tận gốc tham ái, cái tham ái là cái lòng ham muốn của mình đó, đoạn tận được, ta được sống thanh thản, tịch tịnh và an lặng. Thì các con thấy các bà sống sau tu hành có dễ dàng quá, chỉ nắm được cái mối chốt nào đó là ngay đó là cái yếu điểm của mình, thì ngài đã thực hiện được cái sự thành tựu của mình. Như cái bà này thì bà đã nắm được cái mối chốt là cái sự vô minh mình nhiều quá, đụng ai mình cũng có thể phiền não được, người ta nói nặng nói nhẹ hoặc nói gì cái mình cũng đau khổ được, cho nên do vì vậy đó mà mình cố gắng mình phải sống cái đời sống diễn ly ra, diễn ly không có đối tượng nữa, cho nên mình sống hoàn toàn là mình mới khắc phục được mình, tức là mình chiến thắng được tâm mình. Đó thì các con thấy đó là những cái người phụ nữ mà trong thời Đức Phật họ là những bậc thánh ni ở trong thời đó đó, họ tu tập như vậy đó, nó không có khó khăn gì hết, chứ phải như còn trẻ tuổi như mấy con thì không nói gì, già 70-80 tuổi rồi như bằng cô ăn vậy đó, mà người ta vẫn là giải thoát, người ta vẫn là bậc A La Hán hết. Chỉ có một chút xíu thôi, dứt bỏ thế gian tâm giải thoát liền, vô lậu thì thành đạo quả Bồ Đề. Còn dứt không được hết thế gian thì hai cái lộ trình mà thầy vạch ra các con nghe băng thì các con sẽ thấy rằng thầy đã dạy rất rõ cái lộ trình mà còn thế gian thì không bao giờ mà có thể trắng bạch như vỏ ốc được, mà bước chân vào cái lộ trình mà xuất thế gian rồi thì nó trắng bạch như vỏ ốc, tức là cắt đứt toàn bộ cái sự dây mơ rễ má của thế gian, không còn dính nữa. Từ đó chúng ta quét sạch những cái lậu hoặc mà còn lại trong tâm, thì trong vài ba hôm thì nó quét sạch là đâu còn lâu nữa. Cái bà này thì người ta không biết tên, nhưng bà có một đứa con tên là Samagila, cho nên nói mẹ của Samagila. Theo Phật pháp tu tứ bất hoại tịnh, bà tu theo cái pháp tứ bất hoại tịnh, tức là bà tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin giới, cho nên bà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới mà bà chứng quả là hạn. Nó thì các con thấy người ta tu có một pháp hồi nãy là tu định vô đậu, rồi bà này thì tu tứ bất hoại tịnh mà người ta thành tựu. Đây bà thành tựu nè, hở thiện giải thác nghi, bà nói, bà gọi bà đó lành thai khéo giải thoát khỏi cái chài, khỏi cái chài giả gạo, tức là bà thoát được cái chài giả gạo của bà, chắc bộ bà giả gạo dữ lắm đó. Cho nên bà nhắc lại đó, bà thoát được cái chài giả gạo, ta không còn mà xấu hổ với ông chồng đang dù, bà có ông chồng chắc đang dù, bên nên bà xuất gia bà đi rồi, bà thoát khỏi ông chồng đang dù của bà, cho nên bà không thấy xấu hổ rồi. Với cái son chảo nấu ăn, bà còn lìa được cái son chảo nấu ăn của bà nữa. Với nghèo đói tồi tàn, chắc trong nhà bà chắc nghèo lắm, bà thoát ly được rồi.
giới nghèo đói tồi tàn, chặt đứt được tham ái, tức là bà ly được tất cả những cái cuộc sống của gia đình, bà thuật lại ở trên là cái cuộc sống gia đình của bà ly ra được rồi, thì bây giờ bà mới chặt được cái tâm tham ái của bà, do cái bà sống đúng như Phật, bà sống đúng như Pháp, bà sống đúng với Như Tăng, bà sống đúng với giới luật, nó không phạm phải một cái lỗi lầm nào hết, cho nên bà đã đoạn dứt tâm tham sân của bà. Ta sống không tham sân, ta đi đến gốc cây, ôi an lạc ta thiền. Sung sướng không? Con thấy không? Ta cứ chỉ dứt đó, bây giờ người ta ngồi lại, người ta nhập định, tức là bà nhập tứ thiền liền đó. Cho nên, ôi an lạc ta thiền, tức là bà nhập vô tứ thiền, cái an lạc. Bởi vì cái thiền là cái lạc địa nhất ở trong tất cả các lạc. Địa nhất hướng tối thắng cái lạc. Bởi vì các con biết nó có bốn cái lạc của thế gian, gọi là dục lạc, mà có bốn cái lạc của xuất phát thế gian. Tức là sơ thiền là một cái lạc này, nhị thiền cái lạc này, tam thiền cái lạc này, tứ thiền cái lạc tối thượng nhất của trong bốn cái lạc. Đó. Cho nên các con thấy khi mà các vị ngày xưa người ta đã hiểu được Phật pháp rồi, người ta dứt bỏ được cuộc đời rồi, rồi bắt đầu người ta hiểu được, người ta tu cái định, người ta tu cái tứ bất hoại tịnh, tức là bốn cái pháp bất hoại làm cho cái tâm người ta thanh tịnh á, thì người ta chỉ sống như Phật, người ta chỉ tùy theo pháp của Phật mà ta làm không sai, người ta sống đúng như các bậc thánh tăng, người ta sống đúng giới luật, người ta không phạm phải một cái lỗi nào hết. Từ đó người ta quét sạch cái tâm tham sân si người ta. Do đó người ta chỉ cần ra lệnh hơi thở ngưng, bắt đầu người ta bảo các hành trong thân ngưng, bắt đầu nó ngưng hoàn toàn, cái thân đang sống như thế này bắt đầu hơi thở ngưng. Đâu có cần phải mà tập luyện hơi thở như các con mà phải thở chậm thở nhẹ như thế này thế khác, để rồi kéo dài từ ngày này đến ngày khác mà nó không chịu ngưng. Người ta chỉ cần cái tâm thanh tịnh, người ta ra lệnh thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta sống giống như Phật, bây giờ ông Phật ông phải đi xin ngày một bữa ông ăn này, thì mình niệm Phật là cái thân niệm Phật, thì mình phải niệm cái thân, mình phải niệm phải ngày bữa cho đâu ăn phi thờ được, phải không? Rồi cái thân của Phật á là không có ngủ, phân của Phật á thì sống thầm lặng, không có nói chuyện, còn mình á thì thích nói chuyện, do đó mình cái thân của mình không giống Phật chút nào hết. Do vì vậy là làm sao mình niệm Phật? Niệm Phật là phải giống Phật, làm y như Phật, tâm Phật, thọ Phật đều phải y giống nhau hết. Rồi pháp của Phật phải tùy theo đúng, không có làm sai pháp Phật, không có làm tu không có sai. Rồi giờ thánh tăng sống như thế nào thì cái vị này người ta cũng nương theo đó, người ta sống đúng thân cũng y như các vị thánh tăng đó, rồi tâm của vị đó cũng phải sống đúng như các vị thánh tăng đó, và cuối cùng thì giới luật không vi phạm. Cho nên vì vậy mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, cho nên tới đâu người ta đâu có ngồi thiền nhập định gì đâu. Ôi an lạc ta thiền, nó liền đó người ta thiền định liền, sung sướng không? Còn các con ngồi thiền thôi mỏi cổ mỏi lưng gần chết mà đau chân chân thôi lung tung hết, mà cuối cùng thì hơi thở không ngưng, các hành không ngưng, không làm chủ được sinh tử. Còn người ta chỉ hóa được cái tâm tham sân si, người ta ra lệnh bây giờ muốn ngồi thiền thì sung sướng biết bao nhiêu, người ta ngồi lại bắt đầu có chừng 5 phút hay 3 phút người ta ra lệnh, các hành ở trong thân ngưng, hơi thở ngưng, cái bắt đầu nó ngừng rồi cái thân nó cứng ngắc rồi, nó đâu có đau đớn gì nữa. Ta ngồi bả bốn ngày đâu có đau. Còn mấy con nói gì nói mà nó cứ đập hoài trong ngực, nó cứ đập hoài, cái hơi thở cứ phì phò hoài, lát đau phải rút chân đi kinh hành hay hoặc là đau quá phải xoa chân, không thể ngồi lâu được. Còn người ta nó ngưng rồi nó còn đau, cho nên người ta ngồi bao lâu cũng được. Ôi an lạc tha thiền, sướng không? Nghe câu cuối cùng thấy thiền người ta dễ không? Còn các con thiền gì mà coi vất vả quá vậy? Bởi vậy tu sai, tu không đúng, cho nên nó không được. Đó, thì các con thấy chưa? Thấy cái sai mình chưa? Cho nên hầu hết là nhìn chung người mà tu thiền bây giờ không đúng vào con đường của đạo Phật, cho nên tu hoài mà tu sai, tu sai cho nên không có đạt được. Đây các con nghe một vị thánh tăng, đây là ni á, bên nữ á, còn bây giờ bên nam này, người ta tu tứ vô lượng tâm đây. Hồi nãy tu vô lậu định chứ gì, rồi tu tứ tứ bất hoại tịnh chứ gì, niệm Phật niệm pháp niệm tăng gì. Còn bây giờ thầy nói họ sắm cái sâu chuỗi sao mà dài như vậy, đeo cổ vậy mà niệm Phật mà sao thầy thấy nó không giống Phật chút nào hết. Ông Phật ăn ngày bữa mà ông thầy niệm Phật sao ăn ba bữa, làm sao mà niệm Phật, niệm kiểu đó làm sao mà giải thoát được, phải không? Các con thấy nó làm cái sai không đúng. Vì vậy bây giờ thầy đọc lại cái câu chuyện của một vị thánh tăng trong cái thời Đức Phật. Đây để thầy đọc lại cái này cho các con nghe để kết thúc cái bài tứ vô lượng tâm. Thầy thuật lại cho các con nghe một mẫu chuyện thánh tăng trong cái thời Đức Phật tu tập thiền quán hướng niệm, trao dồi bốn tâm vô lượng để trở thành một vị đệ tử tỳ kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật có cái vị này là cái người đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng, tại vì người tu tứ vô lượng tâm cho nên nó là đệ nhất từ bi vô lượng.
Ngài Subhiti, ngài là em trai của ông Cấp Cô Độc, chắc nghe ông Cấp Cô Độc thì ai cũng biết mà ngài là em trai của ông Cấp Cô Độc. Mà trong cái ngày mà ông Cấp Cô Độc á cúng dâng cái tịnh xá trì viên cho Đức Phật á, thì ông có chứng kiến và nghe pháp Phật đã thuyết giảng ở trong cái buổi đó. Sau đó ông nghe thuyết giảng rồi ông mới đến xin Phật để xuất gia và thọ đại giới, và được Phật chấp nhận cho ông xuất gia và thọ đại giới trong cái những cái ngày hôm sau. Ngài thâm hiểu được hai loại giới luật. Ngài khi mà theo Phật thì ngài chỉ có nghiên cứu về giới luật, nhưng ngài thâm hiểu được hai loại giới luật, nội giới và và ngoại giới. Giải quá ngoại giới thì các con thấy rằng tất cả những giới luật mà của Phật mà ghi ra những cái lỗi này lỗi kia đó, những ai mà vi phạm vào những cái đó gọi là ngoại giới. Còn nội giới là cái gì các con biết không? Là không có ham muốn. Cái giới, có một cái giới nội giới thôi, là không ham muốn, là tất cả những cái giới gì nó cũng là thanh tịnh hết. Cho nên ngài đã thâm hiểu được hai cái loại giới, nội giới và ngoại giới. Nghĩa là ngài bắt đầu ngài nghiên cứu về cái giới ở bên ngoài, xong rồi ngài thấy rõ ràng chỉ có cái một cái giới thứ nhất là cái giới không có ham muốn, là nó sẽ thành tựu được giới hết. Nó do vì vậy đó ngài không cần tu gì nữa hết, bắt đầu ngài tu tứ vô lượng tâm. Bởi vì thực hiện được cái giới mà không ham muốn này là phải cái tâm thương yêu chúng sanh vô lượng à, nó mới là có thể mới có hết ham muốn, chứ còn không thì nó ham muốn dữ lắm. Ngài thâm hiểu được hai loại giới, được Đức Phật cho một đề tài thiền quán, hướng tâm trao dồi thân tâm bằng pháp môn tứ vô lượng tâm. Từ đó ngài trở thành một người đệ tử của Đức Phật có từ tâm đệ nhất. Đó, từ cái tứ vô lượng tâm mà được cái, không có người đệ tử nào mà đệ nhất cái từ tâm đệ nhất như ông ta hết. Đây quý thầy nghe bài kệ của ngài đây. Từ tâm ta trao dồi, đó, ông thường xuyên trao dồi cái tâm từ của ông, phủ trùng khắp muôn phương, nghĩa là đối với chúng sanh con vật cây cỏ gì ông cũng thương xót, như thầy đã dạy các con rồi đó. Đó thì ông cũng tu tập như vậy chứ không gì khác hơn, cũng dùng pháp tùy theo bốn cái tứ vô lượng này, bốn vô lượng tâm này, rồi ông hướng, ông nhắc, ông trao dồi cái tâm của mình để theo cái pháp đó mà cho nó thực hiện được cái lòng thương yêu của ông. Phủ trùng khắp muôn phương, bi tâm ta trao dồi, thương khắp hết quần sinh, nghĩa là tất cả những sự đau khổ gì của chúng sanh là cái lòng bi của ông thương hết, không có bỏ cái một con vật nào hết, dù con vật dữ, con vật nhỏ gì, dù người thù, người quán, người ghét, người giận, người chửi mắng gì, ông ta cũng thương hết, ông không có bỏ người nào hết. Hỷ tâm ta trao dồi, vui hòa cùng nhãn pháp, tâm hỷ của ông trao dồi được á thì tất cả các pháp đều là ông vui hết. Pháp người ta chửi ông cũng vui, pháp người ta mắng ông cũng vui, pháp người ta làm ông đau khổ ông cũng vui, pháp người ta chặt đầu ông cũng vui, cái gì làm ông sao ông cũng vui hết, ông không có buồn chút nào hết. Cho nên đối với dạng pháp thì ông có sự hòa vui cùng dạng pháp. Xả tâm ta trao dồi, vạn vật đều chung vui, nghĩa là cái tâm xả ông xả hết, không còn vật gì dính trong ông thôi. Cho nên vạn vật cây cỏ, từ cây cỏ thú vật gì tất cả đều là cái sự vui chung với ông hết, chứ không có cái gì mà riêng hết. Ông vui là tất cả mọi vật vui, ông buồn là tất cả mọi vật buồn, nhưng mà ông vui luôn chứ không có bao giờ ông buồn. Tâm ta khéo định tĩnh, tinh cần sống giải thoát, nó ông chỉ có tu bao nhiêu đó thôi. Các con thấy có chỉ tu tứ vô lượng tâm thôi, bốn cái tâm vô lượng này mà ông chứng quả A-la-hán, ông thành tựu. Sau khi tu như vậy là các con biết rèn luyện bằng cái pháp hướng, luôn liên tục rèn luyện trao dồi mình bằng pháp hướng, chứ không có pháp hướng làm sao. Mà pháp hướng đó là cái pháp ra lệnh điều khiển bằng cái sức tinh thần. Cho nên đến khi đó ông chỉ mà cái tâm mà ông giải thoát hoàn toàn và phủ trùng bốn cái tâm vô lượng này, thương yêu chúng sanh vậy, nó đâu còn cái ham muốn, đâu còn cái nội giới nữa, cái dục đâu còn, cái lòng ham muốn đâu còn. Cho nên từ đó ông ra lệnh cái hơi thở ngưng đi.